Chương 614: Xuất hiện sự tình khác thường. Theo lần lượt từng món lên đài đấu giá, không khí trong phòng càng thêm nóng bỏng, thời gian cũng trôi qua từng giờ từng phút. Hàn Lập một mực chỉ quan tâm đến Huyền Chỉ Tinh Thạch, không cảm thấy hứng thú với những bảo vật trước mắt, thời điểm dần nóng lên chợt nghe người chủ trì đấu giá nói: "Kiện vật phẩm này tên là Đoạn thì Hồ chính là một bộ bảo vật lực lượng thời gian pháp tắc, bất kỳ vật phẩm đồ phàm tục hay là pháp bảo tiên linh khí bỏ vào trong đó có thể ngăn cản dòng chảy của thời gian trôi qua." Bảo trì bộ dáng như cũ, cho dù qua trăm vạn năm cũng không thay đổi chút nào. Vật này giá khởi điểm 500 tiên nguyên thạch, 510 tiên nguyên thạch, rất nhanh đã có người tăng giá, 520 tiên nguyên thạch, ta ra 550, giá cả một đường nước đẩy thuyền lên, rất nhanh đạt đến 670 tiên nguyên thạch. Lúc này, người áo đen bỗng nhiên mở miệng nói, 700 tiên nguyên thạch. Từ khi gã đưa ra giá cao, trong Ngọc Côn lâu liền rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, nhưng rất nhanh bị một âm thanh khác phá vỡ. 710 tiên nguyên thạch, Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng hô, người áo đen trên lầu hai gần hắn nhìn qua, tiếp tục mở miệng ra giá, 720 tiên nguyên thạch. 750, Hàn Lập dứt khoát nói, cạnh tranh đấu giá cũng không phải luôn luôn tăng giá một mực ngươi tới ta đi, mà để cho đối thủ cạnh tranh thấy tình thế bắt buộc cùng sự quyết tâm của mình, cũng như bức bách đối thủ chủ động buông tay. 760 tiên nguyên thạch, gã áo đen hiển nhiên không bị Hàn Lập hù dọa, 800, Hàn Lập nâng giá thật cao lần nữa dẫn tới một hồi xôn xao trong bạch ngọc lâu hầu như từng ánh mắt đều nhìn qua hắn gã áo đen kia dường như hiểu được giá này không đáng để mua liền không tiếp tục tăng giá nữa thật sự vật ấy trọng yếu như vậy đáng giá để hao phí nhiều tiên nguyên thạch hay không lông mày cảnh dương thượng nhân không khỏi nhíu lại mở miệng hỏi đạo hữu có chỗ không biết đan sư chúng ta thường hay luyện chế linh dịch có chút đặc thù trả giá cực cao nhưng không cách nào bảo tồn lâu dài thường tổn thất cực lớn nếu như có vật này về sau tiết kiệm tiên nguyên thạch có lẽ sẽ không dừng lại 700 tiên nguyên thạch này đâu. Hàn lập cười giải thích, trên thực tế, hắn muốn thử nghiệm xem đoạn thì hồ này có chứa được lục dịch hoặc là tinh hạt từ lục bình ngưng tụ ra hay không, nếu như có thể bảo tồn thật sự là một niềm vui lớn, nếu không được, thì cũng là một bảo vật thời gian pháp tắc khó cầu, cũng không lỗ gì. Sau khi Hàn lập thu món bảo vật này, đấu giá hội vẫn tiếp tục tiến hành, về sau phẩm cấp từng kiện bảo vật xuất hiện càng tốt hơn, đương nhiên giá cả món sau cũng cao hơn món trước các loại pháp bảo thay nhau ra đấu giá, tu sĩ khắp nơi càng cạnh tranh dữ dội, trong đó có các loại đồ vật có ích cho thần hồn, Hàn Lập cũng tham dự canh tranh. Kết quả dường như hắn bị gã áo đen cố ý nhắm vào, mỗi món đồ đều tận sức tranh chấp với hắn, cuối cùng lại bị người ra giá cao mua vào. Hàn Lập thấy mấy thứ này không bằng đồ vật thời gian pháp tắc, cũng không muốn người khác để ý, những món nào vượt qua giá cả mong muốn hắn liền chủ động buông tha. Rất nhanh đã trôi qua ba canh giờ, đấu giá hội cũng đã qua phân nữa, huyền chỉ tinh thạch một mực không có xuất hiện cảnh dương đạo hiếu người nói cho ta biết khi nào huyền chỉ tinh thạch xuất hiện hàn lập nóng lòng chờ đợi vội truyền âm hỏi cảnh dương thượng nhân cố nén cười trả lời có thể làm lệ đạo hiếu khó chịu cũng chỉ có hoa tâm thạch này yên tâm đi ta nhớ không lầm vật đấu giá kế tiếp sẽ xuất hiện gã vừa dứt lời chợt nghe người chủ trì đấu giá tuyên bố món bảo vật tiếp theo cũng không phải vật tầm thường vật này sống tại đáy vực sâu vạn trượng tụ tập tử linh u hồn mặc dù hoàn cảnh xung quanh hung ác ô uế nhưng trong bùn mà không hôi mùi bùn trời sinh là trí linh chi vật được xưng là tinh hoa vạn hồn chỉ một gốc có thể làm cho thần hồn tu sĩ kim tiên tăng lên tới ba thành chỉ nghe miêu tả đã làm tâm thần hàn lập siết chặt lông mày nhíu lại ánh mắt không khỏi chăm chú nhìn trên đài vật này chính là thần hồn tiên thảo giá khởi điểm một nghìn tiên nguyên thạch chủ trì đấu giá hô to hàn lập nghe vậy chợt quay đầu nhìn về cảnh dương thượng nhân mặt hiện ra vẻ nghi hoặc Ánh mắt cảnh dương thượng nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không biết vì sao thứ tự đấu giá lại thay đổi. Cảnh dương đạo hiếu, đây là có chuyện gì? Hẳn là ngươi nhớ lầm rồi. Hàn lập thấp giọng hỏi, mặc dù ta mê rượu, nhưng thứ tự hơn trăm món đổ đấu giá này chắc chắn sẽ không sai, huống hồ là món lệ đạo hữu quan tâm nhất. Chờ một lát, ta đi hỏi đã. Cảnh dương thượng nhân có chút lúng túng nói ra, lập tức nhắm mặt lại. Trong lúc bọn hắn ngạc nhiên, trong lầu phát ra âm thanh cạnh tranh liên tiếp. Chỉ một lát sau, giá cả đã bị đẩy cao đến hơn 2.000 tiên nguyên thạch. Đồ vật có thể tăng cường thần hồn, món bảo vật dị thường khó có đối với Hàn Lập, có vật này nói không chừng có tác dụng trọng yếu trong việc hắn tu luyện thần thuật. Ngay khi do dự, Hàn Lập có chút nhịn không được muốn tham dự đấu giá, nhưng ngay lúc này cảnh dương thượng nhân tựa hồ đang truyền âm cùng người khác liền mở hai mắt ra, trong miệng thở nhẹ một hơi. Hàn Lập thấy vậy, lúc đầu định ra giá mạnh mẽ nuốt trở lại, đưa ánh mắt hỏi thăm về cảnh dương thượng nhân. Ha ha, lệ đạo hữu chưa vội, là có người đột nhiên thêm vào món đồ này, kế tiếp hẳn là huyền chỉ tinh thạch. Cảnh dương thượng nhân cười khẩy một tiếng, mang theo chút ấy náy nói với Hàn Lập. Thì ra là thế, tình huống như thế thường xuyên xuất hiện hay sao? Lông mày Hàn Lập hơi nhíu lại, có chút nghi ngờ hỏi. Trước kia vẫn chưa có, danh sách đấu giá an bài thường sẽ không tăng thêm hay là thay đổi. Dù sao trong đợt đấu giá tăng thêm vật phẩm liền phải tìm người thẩm tra sẽ thêm nhiều phiền phức. Cảnh dương thượng nhân suy nghĩ một lát, nói ra, đã chờ lâu như vậy, lại chờ thêm một chút nữa cũng không sao. Bất quá thân phận người thêm bảo vật đấu giá này có lẽ không thấp, mới có thể hưởng đặc quyền như vậy Hàn Lập cười cười, chẳng hề để ý nói. Hắc hắc, người nói không sai, nghe nói chuyện này nhất thời phát sinh, người đó lại có chút quan hệ với vị đại nhân giám sát tiên sứ nội thành. Bất quá ta cảm thấy vạn hồn thảo này hơn phân nửa chính là món đồ của vị đại nhân giám sát sứ đó, nếu không có tu vi đạt trình độ đó, há có thể tùy tiện xuất ra bảo bối như vậy. Cảnh dương thượng nhân cười hắc hắc nói ra, hàn lập gật đầu khẽ, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng liền đè nén cảm xúc, nhất quyết từ bỏ tham dự cạnh tranh. Chuyện này có chút khác thường, mặc kệ vật ấy lai lịch gì, cảm giác trong lòng hắn luôn có chút không đúng cho lắm. Trải qua một phen tranh đoạt giữ đội, cuối cùng gã áo đen trả giá cao 3.500 tiên nguyên thạch, lấy được gốc vạn hồn thảo. Món bảo vật tiếp theo, chắc hẳn nhiều đạo hữu đã chờ đợi ở đây rất lâu. Người chủ trì đấu giá tựa hồ bán bảo vật được giá cao nên có chút hưng phấn, lúc này trên mặt tươi cười không thôi. Trong lúc y nói chuyện, một thiếu nữ áo vàng mang theo hộp gấm ngọc bích đưa lên bàn đấu giá, trên hộp ngọc dán mấy tầng phù lục cấm chế. Thiếu nữ nhẹ nhàng gỡ phù lục trên hộp, hộp gấm tự động mở ra, lộ ra một khối tinh thạch xanh biếc lớn chừng nắm tay. Tinh thạch tản mát ra hào quang màu xanh lục, nhìn cũng không thu hút, phía trên có thể thấy đường vân hình đóa hoa mơ hồ, khắc sâu vào trong tinh thạch tựa như trời sinh đã có một mùi thơm kỳ lạ từ tinh thạch màu xanh lá tỏa ra mọi người ở đây đều ngửi thấy mùi thơm lục phủ ngũ tạng dường như được tẩy rửa một lần toàn thân một hồi bay bổng mọi người trên đài náo loạn một hồi không ít người phát ra âm thanh vui mừng hàn lập tận mắt thấy tinh thạch màu xanh lá ánh mắt liền tỏa sáng có chút ngồi ngay ngắn lại tin tưởng các vị đạo hữu đều nhận ra không sai đây chính là huyền chỉ tinh thạch được gọi là hoa tâm thạch tài liệu luyện chế đan dược cực phẩm khu trừ sát khí đột phá sát suy khi tiến cảnh thái ất, ý nghĩa như thế nào cũng không cần tại hạ nhiều lời. Mà khối huyền chỉ tinh thạch này được lấy ra từ dưới gốc dược linh huyền chỉ hoa trên 20 vạn năm tuổi, bổn lâu tốn rất nhiều tâm huyết mới lấy được bảo vật này, chưa vị tuyệt đối không nên bỏ lỡ, khởi điểm 1.000 tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 tiên nguyên thạch. Người chủ trì đấu giá tuyên bố cạnh tranh bắt đầu, 1.000 tiên nguyên thạch, người chủ trì vừa dứt lời, lập tức một âm thanh vang lên một nghìn mốt, một nghìn ba trăm, lập tức từng giọng ra giá vang lên liên tục. Kỳ vật huyền chỉ tinh thạch trợ giúp vượt qua sát suy đột phá cảnh giới thái ất này, đối với bất kỳ kẻ nào đều là bảo vật chân quý, coi như mình không cần, cũng có thể lưu lại cho con cháu dùng, tuyệt không lãng phí. Giá cả một đường đẩy lên cao, trong nháy mắt đứa đột phá hai 000 tiên nguyên thạch. Đến giá này, người ra giá lập tức ít hơn rất nhiều, giá cả tăng lên cũng bắt đầu chậm lại. Lệ đạo hiếu, người không phải một mực tìm kiếm vật ấy sao? vì sao còn không ra tay? Cảnh dương thượng nhân thấy hàn lập không ra giá, liền hỏi. Vật này ta nhất định phải có được, người thật sự muốn lấy huyền chỉ tinh thạch còn chưa ra giá, ta cũng không nóng lỏng ra tay. Hàn lập nhìn chung quanh từ tốn nói, ngay khi giá cả nâng lên 2.500 tiên nguyên thạch, tình cảnh nhất thời chậm lại. Người ra giá là đại hán mập mạp, phục sức nhìn không giống tu sĩ, mà giống như là thương nhân, ôm trong ngực hai nữ tu dung mạo xinh đẹp hai nàng thỉnh thoảng lấy trà bánh bên cạnh đút vào miệng đại hán, ngực đại hán thì ôm song mỹ, khuôn mặt ra vẻ hưởng thụ. Thiên bảo thương hội quy đạo hữu ra giá 2.500 tiên nguyên thạch, còn ai ra giá cao hơn hay không? Chủ trì đấu giá mỉm cười nói ra, ánh mắt liếc nhìn chung quanh. 3.000 tiên nguyên thạch, một tiếng gọi lười biếng vang lên, chính là gã áo đen ra giá mua vạn hồn thảo, chỉ một lần đã tăng thêm 500 tiên nguyên thạch. Mọi người ở đây đều nghị luận rôm giả, mặc dù huyền chỉ tinh thạch chân quý, nhưng nâng tới giá này, đã có chút hơi cao. 3.100, đại hán mập mạp nghe cái giá này, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn ra giá lần nữa. 3.500, gã áo đen hừ một tiếng, lần nữa nâng giá thật cao, tựa như mấy trăm tiên nguyên thạch này không đáng để trong mắt. Thớ thịt mỡ toàn thân đại hán mập mạp run lên, sắc mặt đen lại, không ra giá nữa. Hai nữ tu bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của đại hán khó coi, liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không dám làm loạn lại một giọng nói già nua tham dự đấu giá, là lão già tóc xám, trong tay đang vuốt ve thanh tiểu kiếm màu tím dài 4 năm tấc, thân kiếm lóe lên từng đạo điện mang màu tím. Trong đôi mắt người này thỉnh thoảng hiện lên một đạo điện mang dọa người, làm cho người ta nhìn vào liền kinh hồn táng đảm. Hàn Lập nhìn về lão già tóc xám, khí tức trên người này phát ra mạnh mẽ, đúng là một trong mấy người hắn nhìn không rõ tu vi cho lắm. Cảnh Dương đạo hiếu, nhìn người này có chút không tầm thường, không biết người có nhận ra. Hàn Lập tùy ý hỏi một câu. Người này là Phùng Thiên Nhiêu, một vị trưởng lão thái ất cảnh ngụ ở tử lôi kiếm tông nằm ở đông bắc đoạn giới sơn mạch thuộc Hắc Sơn Tiên Vực, không nghĩ hắn cũng muốn tranh đoạt vật này, xem ra giá tiền huyền chỉ tinh thạch sẽ tăng lên rất cao. Lệ đạo Hữu lần này ngươi hãy tự cầu phúc cho mình. Cảnh dương thượng nhân mang vẻ thông cảm nhìn về Hàn Lập, nói như thế. mười 615, một thú cốt khác, thì ra là thế, đa tạ cảnh dương đạo Hữu nhắc nhở. Hàn Lập từ chối cho ý kiến gật đầu nói, 3.800 trong khi Hàn lập và cảnh dương đạo nhân nói chuyện người áo đen lại báo giá nhưng cũng không có tiếp tục nâng giá mãnh liệt chỉ tăng thêm 200 tiên nguyên thạch 4.000 lại một thanh âm bình tĩnh dị thường bỗng nhiên vang lên hàn lập rốt cuộc xuất thủ trước mắt hắn cũng chụp được hai kiện vật phẩm nên cũng bị chú ý hắn vừa ra giá dẫn tới không ít người nhìn lại trong đám này tự nhiên bao gồm cả lão giả tóc xám cùng người áo đen thấy người tham dự đấu giá lại lần nữa tăng thêm, sắc mặt hai người đều trầm xuống. 4.100, lông mày lão giả tóc xám bỗng nhúc nhích, trầm giọng nói ra. 4.200, người áo đen theo sát phía sau mở miệng lần nữa. 4.300, hàn lập chậm rãi mở miệng, không nhanh không chậm. Ba người ngươi tranh ta đoạt, giá cả rất nhanh đạt đến 5.000 tiên nguyên thạch, giá tiền này là do người áo đen kia báo ra. Không ít tu sĩ trong chàng đều lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là một kiện linh tài có tác dụng trợ giúp vượt qua sát suy mà thôi đưa ra cái giá này cũng thực sự quá cao dù sao có một khoản tiên nguyên thạch như thế có thể lựa chọn loại tốt hơn nhiều không đáng treo cổ trên thân cây như vậy hơn nữa nhìn theo xu thế giá này hiển nhiên còn chưa tới điểm cuối năm nghìn tiên nguyên thạch hắc hắc ánh mắt nhị vị thật đúng là độc đáo đã như vậy vật ấy để dành cho các ngươi rồi lão giả tóc xám đột nhiên cười lạnh một tiếng không lên tiếng nữa năm nghìn một trăm Hàn Lập không để ý đến sự trào phúng của lão giả tóc xám, tiếp tục bình tĩnh mở miệng báo giá. 5.200, người áo đen một bước cũng không nhường. 5.500, Hàn Lập đột nhiên phát lực, nâng giá lên cao. Trong hội trường, mọi người đều nhìn lại hướng bên Hàn Lập, tất cả đều lắc đầu. Lệ đạo hiếu, ta và ngươi chính là bằng hiếu, ta nói thật với ngươi, khối huyền chỉ tinh thạch này phẩm chất tuy rằng không thấp, nhưng cái giá này thực sự quá mắc, như ngày thường giá 4.000 đến 5.000 tiên nguyên thạch đã là cao nhất rồi, nếu tiếp tục cạnh tranh thật sự không có ý nghĩa. Cảnh dương thượng nhân mở miệng khuyên, đa tả cảnh dương đạo hiếu, bất quá hôm nay ta nhất định phải có vật ấy, tại hạ vì nó đau khổ tìm đã lâu, giống như đạo hiếu nói, thứ tốt giống như hảo tử, đều là vô giá đấy, nhìn chúng thì phải ra tay. Hàn lập vừa cười vừa nói, người nha, còn học được thói châm chọc, nếu thiếu tiên nguyên thạch, nhớ kỹ lời của ta là được. Cảnh dương thượng nhân thấy hàn lập nói như vậy, nhún vai, không nói gì nữa. 5600, Người áo đen im lặng một lát, chậm rãi mở miệng. Sáu nghìn tiên nguyên thạch, Hàn Lập lần nữa nâng giá mãnh liệt. Người áo đen liếc nhìn hướng Hàn Lập thật sâu, rốt cuộc trầm mặc xuống, không mở miệng nâng giá nữa. Đấu giá quan trên đài thấy không có người ra giá nữa, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng dù sao đã vượt xa kỳ vọng của y. Sau khi xác nhận ba lần, lớn tiếng tuyên bố huyền chỉ tinh thạch thuộc sở hữu Hàn Lập. Thần sắc trên mặt Hàn Lập biến hóa không lớn, nhưng trong mắt cũng toát ra vài phần thịt đau. Lệ đạo hữu hôm nay bỏ ra vốn lớn rồi, xem ra thân ra xa xỉ. Bất quá coi trọng thứ tốt vốn nên như thế, dù sao cũng tìm kiếm nó tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, tính ra cũng tốt đấy, có câu ngàn vàng khó mua tắc thời gian nha. Cảnh dương thượng nhân cười hạc hạc, mở miệng an ủi. Cảnh dương đạo hữu diễu cờ ta rồi, nói đến thân gia, lệ mỗ không dám so cùng vị phó sơn chủ bách tạo sơn như ngươi. Hàn lập lắc đầu cười nói, kỳ thật bách tạo sơn rất cần hiền tài như lệ đạo hữu vẫn là cầu hiền nhược khát đấy, nếu có ngày đạo hữu thấy hứng thú, cũng có thể đến Bách Tạo Sơn làm một gã khách khanh. Cảnh dương thượng nhân nửa đùa nửa thật nói, lệ mộ đã lâu chưa vào thế lực tông môn, nếu không cũng sẽ không tới nhàn vân sơn giã hạc này rồi. Lại nói tiếp, tu hành đến nay, khó được một chỗ thế ngoại đào nguyên như vậy, được chi kỷ như cảnh dương đạo hữu là đủ rồi. Hàn lập từ chối cho ý kiến nói, trong lúc hai người cười đùa, trên đài tiếp tục đấu giá. Không bao lâu, lại có mấy kiện chân phẩm bị người đưa ra như nước chảy, dưới sự chủ trì của đấu giá quan dị tộc, đều bán ra với giá tiền không rẻ, lần nữa nhắc lên một lớp cao trào không nhỏ. Đấu giá hội tiến hành đến lúc này, không sai biệt lắm đã đến khâu cuối cùng. Chư vị đạo hiếu, phía dưới chính là ba kiện bảo vật áp trục đấu giá hội lần này, kiện thứ nhất chính là bộ công pháp Bích Hải Thiên Ba Công. Đấu giá quan nói ra, đó là một cái hộp màu lam đặt trên đài, trong hộp là một khối ngọc giản màu lam phong cách cổ xưa phía dưới mọi người phía dưới nghe vậy, trên mặt không ít người lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cũng có người biến sắc, ông ông nghị luận. Xin hỏi các hạ, Bích Hải Thiên Ba Công này có phải là công pháp tu luyện của vị Bích Hải chân Quân danh Trấn Hắc Sơn Tiên vực năm đó? Phía dưới, một đại hàn áo lam lộ vẻ kích động, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Bích Hải Thiên Ba Công này đúng là công pháp chủ tu của vị Bích Hải chân Quân hoành hành tại Hắc Sơn Tiên vực mấy trăm vạn năm trước, có thể tu luyện đến Thái Ất Cảnh Đỉnh Phong. Nếu bàn về thủy chi công pháp tại Hắc Sơn Tiên Vực, Bích Hải Thiên Ba Công tuyệt đối có thể xếp trong năm vị trí đầu. Tu luyện công pháp này, ngoại trừ tham ngộ thủy chi pháp tắc, còn có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ triều tịch pháp tắc cao hơn. Năm đó Bích Hải chân quân danh chấn nhất thời nhờ thi triển ra thần thông triều tịch thiên ba. Một trận chiến nguyệt lượng hải năm đó, Bích Hải chân quân bằng vào một chiêu triều tịch thiên ba, một lần hành động giết chết hàng nghìn man hoang hung thú, uy lực mạnh không cần tại hạ nhiều lời. Đoạn khẩu quyết công pháp này tự nhiên cũng ghi chép vào đây. Đương nhiên, tu luyện công pháp này cũng cần điều kiện hà khắc, phải là linh thể thủy thuộc tính, nếu là thủy chi tiên thể thì càng tốt, hơn nữa trước khi tu thành chân tiên, phải tu luyện thuần túy thủy chi công pháp, cô động thân thể chân tiên không được hỗn tạp thuộc tính nguyên lực khác. Giới thiệu công pháp này đến đây, các đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, có thể ra giá cạnh tranh, giá quy định 3.000 tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá, không ít hơn 200. Đấu giá quan giới thiệu cẩn thận một phen, sau đó tuyên bố bắt đầu đấu giá bích hải chân quân năm đó cụ thể tên tuổi như thế nào còn không biết nhưng đấu giá quan giải thích cẩn thận tỉ mỉ một phen phía dưới không ít người mặt lộ vẻ hưng phấn lập tức bắt đầu ra giá cạnh tranh dù sao công pháp đỉnh cấp tu luyện bực này cực ít gặp được bên ngoài nếu có thể chuyên dùng công pháp này nói không chừng có thể tạo ra được một đại thế gia hoặc tông môn mạnh mẽ sắc mặt hàn lập bình tĩnh nhẹ giọng nói chuyện phiếm với cảnh dương thượng nhân công pháp này nghe mặc dù không tệ nhưng hắn tự nhiên không động tâm, chỉ ở một bên xem náo nhiệt mà thôi. Càng ngày càng nhiều người tham gia đấu giá, giá cả càng đẩy lên cao, rất nhanh đột phá đến 7.000 tiên nguyên thạch. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, lại có thêm một tầng nhận thức đối với mỹ lực công pháp đẳng cấp cao. Ta ra giá một vạn tiên nguyên thạch, đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, tăng giá một cái liền tăng lên 3.000 tiên nguyên thạch, lập tức ép xuống các thanh âm khác. Hàn Lập không khỏi nhìn sang người ra giá đúng là đại hàn áo lam lúc trước lên tiếng hỏi thăm. Người này có tu vi kim tiên trung kỳ, vậy mà báo ra giá cao như thế, xem ra nơi đây không thiếu ngọa hổ tàng long. Người này vừa ra giá, những người khác hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có ai ra giá nữa. Đại hàn áo lam thấy cảnh này, trên mặt vui vẻ. Một vạn một nghìn, vào thời khắc này, một thanh âm khác đột nhiên chuyển đến, chính là một đạo sĩ tay cầm phất trần. Khí tức người này khổng lồ, rõ ràng là một vị tu sĩ thái ất cảnh một vạn hai ngàn, mặt đại hàn áo làm trầm xuống, không vì tu vi đối phương cao mà nhượng bộ, lần nữa tăng giá, tựa hồ nhất định phải có bích hải thiên ba công này. một vạn ba nghìn, đạo sĩ huy vũ phát trần một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng lần nữa. một vạn bốn nghìn, một vạn năm nghìn, hai người tựa hồ nhất định phải có vật này, trong nháy mắt giá tiền bích hải thiên ba công đột phá hai vạn. tất cả mọi người tại đây đều lắc đầu, bích hải thiên ba công tuy rằng tinh diệu, nhưng giá tiền này thật sự quá cao với giá này chỉ sợ cũng có thể mua được hai ba bộ công pháp pháp tác đẳng cấp cao rồi. Hai vạn hai ngàn tiên nguyên thạch, sắc mặt đạo sĩ lạnh nhạt, tựa hồ tuyệt không quan tâm giá tiền. Hai mắt đại hán áo lam đỏ sậm, hô hấp ồ ồ, nhưng không có mở miệng, tựa hồ tài lực trên thân đã đến cực hạn. Thủy kính tông chu trưởng lão ra giá hai vạn hai ngàn tiên nguyên thạch, còn có ai ra giá cao hơn không? Đấu giá quan đợi một hồi, mở miệng hỏi thăm, trong chàng lặng im, không người lên tiếng. Đấu giá quan lại hỏi lần nữa, thấy như cũng không ai trả lời, đang muốn tuyên bố người sở hữu công pháp. Chờ một chút, tiên nguyên thạch trên người ta chưa đủ, muốn thế chấp vật này. Đại hàn áo lam chợt đứng lên, lật tay lấy ra một vật, lại là một vật dài mảnh, thoạt nhìn tựa hồ là một đoạn xương thú, toàn thân xanh biếc như ngọc. Đấu giá quan hơi ngẩn ra, bất quá đấu giá hội quả thật có quy cố thế chấp vật, vội vàng tuyên bố tạm dừng đấu giá, để cho thị nữ qua tiếp lấy thú cốt, đưa đến giám khảo một bên. Hàn lập ngồi ngay ngắn lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Đại Hàn Áo Lam lấy ra thú cốt xanh biếc, bất luận ngoại hình hay kích thước, cực kỳ tương tự với đoạn thú cốt màu xanh nằm trong đống hài cốt cự thử mà hắn đã lấy được trong man hoang. Chỉ là hắn dùng thần thức dò xét mấy lần, xương thú này của Đại hắn cũng không tản ra một chút chấn động không gian nào, cũng không có chút chấn động linh lực, dường như là một kiện phàm vật. Chẳng lẽ chỉ giống nhau? Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng, thú cốt xanh biếc kia, những năm qua hắn cũng nghiên cứu nhiều lần, càng tin rằng đó là một kiện pháp bảo không gian. Chỉ là trên thú cốt bị người thi triển bí thuật cực kỳ lợi hại, bất luận hắn thi triển thần thông gì, đều không mở ra được. Xôn xao một tiếng vang nhỏ, cảnh dương thượng nhân bên cạnh hàn lập đột nhiên đứng lên, thần tình có chút lửa nóng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào thú cốt xanh biếc kia. Hàn lập thấy cảnh dương thượng nhân thất thố như thế, trong mắt lóe lên tinh mang lần nữa, nhưng sau một khắc lập tức biến mất. Cảnh dương đạo hiếu, người nhận ra thú cốt này, thần tình hắn nhàn nhạt hỏi. Lúc này cảnh dương thượng nhân biết mình thất thố, vội vàng ngồi xuống, lại không có trả lời Hàn Lập, mà sắc mặt nghiêm trọng cực kỳ, cúi đầu trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện trọng yếu gì đó. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ nhúc nhích, không có mở miệng quấy giày. Không bao lâu, thú cốt xanh biếc kia được đưa đến một bàn dài kế bên bàn đấu giá, ngồi phía sau bàn dài là ba tu sĩ mặc phục sức màu đen. Một người trung niên văn sĩ, một lão giả tóc bạc, còn có một thiếu phụ che mặt. Khí độ ba người đều sâu âm trầm, là ba giám bảo hắc sơn tiên cung. Các đại hội đấu giá của Ngọc Côn lâu lợi nhuận cực kỳ phong phú, Hắc Sơn Tiên Cung trông thấy mà thèm, những năm này không ngừng vươn tay vào đấu giá hội kiếm một chén canh, phái người tới so với lần trước càng ngày càng nhiều hơn. Đến đấu giá hội lần này, hơn phân nửa nhân thủ đều là xuất từ ở Hắc Sơn Tiên Cung. Những chuyện này, thời điểm trước đây Hàn Lập nói chuyện phiếm cùng cảnh Dương Thượng Nhân, đã nghe đối phương đề cập đến. chương 616 Kinh Ngạc Ba gã dám bảo sư cầm đoạn thú cốt trên bàn dài lên truyền tay nhau nhìn xem một chút, trên mặt đều lộ ra vẻ phân vân nghi hoặc, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đó là cái gì. Không biết các hạ tính thế chấp vật này bao nhiêu tiên nguyên thạch. Ba người liếc nhìn nhau, lão già tóc bạc ngẩng đầu hỏi đại hàn áo lam kia. Ba vạn tiên nguyên thạch, đại hàn áo lam lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, cả hội trường vang lên một hồi thanh âm xôn xao. Ba vạn tiên nguyên thạch cũng không phải là một số nhỏ, giá tiền này tính ra đắt hơn đại bộ phận các bảo vật trên đấu giá hội lần này thậm chí so với giá giao bích hải thiên ba công trước mắt còn đắt hơn một chút vị đạo hữu này cái thú cốt này của ngươi tuy rằng tính chất có chút kỳ lạ nhưng lại không có chấn động linh lực chút nào xin hỏi vật này có chỗ nào đặc dị mà các hạ lại muốn thế chấp ba vạn tiên nguyên thạch phan sĩ trung niên không nhanh không chậm mở miệng hỏi cái này thú cốt này là bảo vật ta cửu tử nhất sinh tìm được từ một chỗ di tích man hoang mặc dù không có khí thức chấn động nhưng bất luận xét đánh hỏa thiêu thậm chí tiên khí sắc bén đều không thể lưu lại vết tích trên xương này ta còn thỉnh mấy vị luyện khí đại sư xem xét, muốn luyện chế nó thành một kiện tiên khí. Kết quả những người này đồng dạng không biết phải làm sao với xương này. Bởi vậy đoạn xương này hẳn là một kiện chí bảo. Thần tình đại hàn áo làm trì trệ, sắc mặt đỏ lên vài phần, nhưng vẫn lớn tiếng trả lời. Văn sĩ trung niên nghe vậy, trong mắt mơ hồ lướt qua một tia trào phúng, trao đổi ánh mắt với hai người bên cạnh. Gã làm giám bảo sư nhiều năm, không biết gặp qua bao nhiêu người nông cạn như vậy cầm lấy một kiện đồ vật có chút kỳ lạ, liền cho là tuyệt thế chân bảo. Như vậy, các hạ cũng không nói lên được giá trị vật này. Thật xin lỗi, để bảo đảm đấu giá hội lần này tuyệt đối công bằng liêm chính, chúng ta chỉ lấy vật thế chấp có giá trị rõ ràng, khúc xương thú này kính xin các hạ thu hồi. Trên mặt phan sĩ trung niên vẫn bảo trì dáng tươi cười, lắc đầu cười nói. Phí bân cái này đồ ngu này, bên trong phòng khách quý, trong mắt cảnh dương thượng nhân hiện lên một tia nóng bỏng, trong miệng thấp giọng chửi bới. Hàn lập thấy cảnh này, ánh mắt chấp lên, giữ im lặng. Các ngươi, vẻ mặt đại hàn áo lam tràn đầy sự giận dữ, đã nhận được kết luận của giám bảo sư, từng ánh mắt xíu cợt chung quanh lập tức quét qua, khiến cho sắc mặt đại hán càng thêm khó coi. Kỳ thật từ lâu gã đã đi tìm giám bảo sư xem xét xương thú này, kết quả đều nhận được câu trả lời giống như văn sĩ trung niên. Vốn muốn mượn hôm nay nơi đây cao thủ nhiều như mây, lấy giá cao gây chú ý, có lẽ có người tuệ nhãn nhận ra xương này cũng chưa biết chừng bây giờ xem ra, hiển nhiên là tính toán sai rồi. Trong lòng đại hàn áo lam không khỏi nổi lên một tia hoài nghi, chẳng lẽ thứ này thật không có giá trị bao nhiêu. Chậm đã, vật này ta muốn, cho người ba vạn tiên nguyên thạch. Một thanh âm đột nhiên từ trong một phòng khách quý chuyển ra, trong phòng là một nam tử trung niên đầu đội kim quan, khí vũ huyên ngang. Người này là một tu sĩ thái ất cảnh, con mắt nhìn chằm chằm vào thú cốt xanh biếc kia, tinh mang chấp động. Lời này vừa nói ra, trong hội trường lại xôn xao một mảnh, bất quá trong thanh âm hỗn tạp mang theo nhiều sự kinh ngạc, đại bộ phận ánh mắt của mọi người nhìn lại hướng thú cốt lần nữa. Ba người văn sĩ trung niên nơi bàn dài cũng đều giật mình. Đại hàn áo lam nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ đại hỉ, đang tính gật đầu. Chờ một chút, ta ra giá ba vạn năm nghìn tiên nguyên thạch. Một thanh âm khác vang lên, chính là cảnh dương thượng nhân. Đại hàn áo lam ngẩn ngơ, miệng hé mở ra kinh ngạc. Bốn vạn tiên nguyên thạch, kim quan trung niên nam tử nhướng mày, trầm giọng nói năm vạn, cảnh dương thượng nhân cũng lập tức tăng giá. 6 vạn, 7 vạn, hai người người tới ta đi, rất nhanh đẩy giá thú cốt này lên với tốc độ kinh người. Bây giờ bên trong hội trường lại vang lên thanh âm nghị luận sôi nổi, coi như là người đần cũng đoán được thú cốt này khẳng định không phải phàm vật. Mấy tu sĩ thái ất cảnh có thân gia phong phú, lại có chút gấp gáp cũng nhịn không được gia nhập đấu giá. Bây giờ khuôn mặt đại hàn áo làm đầy ánh sáng màu đỏ, cảm giác hưng phấn khó có thể cưỡng. Đằng sau bàn dài, Ba giám bảo sư Hắc Sơn Tiên Cung lại không khỏi lộ ra vẻ lúng túng nhìn một màn trước mắt, đoạn thú cốt xanh biết bị bọn họ cho rằng không đáng giá, biểu lộ trên mặt bọn họ càng thêm đặc sắc khi tiếng hô giá vất ấy theo nước lên thuyền lên. Đấu giá quan nguyên bản khí định thần nhàn kia, bây giờ cũng trợn mắt há hốc miệng một hồi. Trong nháy mắt, đơn giá thú cốt xanh biết nhảy lên tới trình độ đáng sợ 20 vạn tiên nguyên thạch. Những tu sĩ thái ất cảnh trên đường tham dự vào, từng người lần lượt lui bước, chỉ còn lại hai người Kim Quan Trung niên nam tử cùng Cảnh Dương thượng nhân vẫn như trước không buông tha. 22 vạn, Cảnh Dương thượng nhân nghiến răng nghiến lợi báo giá. 25 vạn, Kim Quan Trung niên nam tử tựa hồ nhìn ra tài lực Cảnh Dương thượng nhân có hạn, cười lạnh một tiếng, mở miệng ra giá. 26 vạn, sắc mặt Cảnh Dương thượng nhân tối sầm, mở miệng lần nữa. 27 vạn, Kim Quan Trung niên nam tử lộ vẻ kinh ngạc, lần nữa nâng giá. 28 vạn, Cảnh Dương thượng nhân theo sát lên. 30 vạn, sắc mặt kim quan trung niên nam tử cũng có chút không tốt, tựa hồ tài lực cũng đã đến cực hạn. 30, 5 vạn, trong mắt cảnh dương thượng nhân chấp động dị sắc, trầm giọng nói ra. Nghe đến đó, mọi người tại đây nhao nhao hít sâu một hơi. 35 vạn tiên nguyên thạch, hừ, các hạ thật sự có thân gia như thế. Nếu thật sự người có thể xuất ra nhiều tiên nguyên thạch như vậy trước mặt mọi người, hoặc là vật đồng giá, ta lập tức buông tha tranh đoạt vật ấy. Nhưng nếu như các hạ không cầm ra được, tức là cố ý quấy rối, mong rằng đạo hữu phán xử theo lẽ công bằng, xử lý việc này." Kim Quan Trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía Phó Ngọc Hải dưới đài, lạnh lùng nói ra. Ánh mắt Cảnh Dương thượng nhân hơi trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn bảo trì bình tĩnh như cũ. Phó Ngọc Hải quay đầu nhìn lại hướng Cảnh Dương thượng nhân, nhíu mày, lập tức khôi phục bình tĩnh, đi đến bàn đấu giá, nói "Cái này đương nhiên, quy củ đấu giá đại hội, bất luận kẻ nào cũng không thể làm trái." Như vậy tốt nhất xin mời vị đạo hữu này lấy ra tiên nguyên thạch trước mặt mọi người. Kim quan trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, đồng tử co lại thành một chấm nhỏ, nhìn chằm chằm vào cảnh dương thượng nhân. Hàn lập liếc nhìn cảnh dương thượng nhân, ánh mắt chấp lên. Người khác có lẽ nhìn không ra, bất quá hắn ngồi ở bên cạnh, vẫn nhìn ra cảnh dương thượng nhân có chút trột dạ. Trên thân cảnh dương, chỉ sợ không có nhiều tiên nguyên thạch như vậy. Nhiều tiên nguyên thạch như vậy, để trồng chất ở chỗ này còn thể thống gì, chờ một lát đấu giá hội chấm dứt, ta sẽ cùng vị đạo hữu áo lam này trao đổi, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Cảnh dương thượng nhân hừ một tiếng, nói ra, vật phẩm của vị đạo hữu áo lam này cũng không phải là vật đấu giá, không cần phải đợi đến lúc đại hội chấm dứt. Các hạ nếu quả thật có tài lực bực này, sao không để cho mọi người nhìn xem, hiện tại cũng đã bại lộ, người nếu từ chối, chỉ sợ là đã trột dạ. Kim quan trung niên nam tử cười lạnh liên tục, tốt, nếu đạo hữu kiên trì như thế, vậy tốt rồi, nhìn một chút đi. Ánh mắt Cảnh Dương thượng nhân lóe lên, lập tức cười nhạt một tiếng, vung tay lên. Một tia sáng trắng bắn ra, bao lấy hơn 10 vật phẩm rơi vào trên bàn dài. Đại đa số những vật phẩm này đều là tài liệu, còn có hai kiện tiên khí, một lọ đan dược, mỗi một kiện vật phẩm đều tản mát ra chấn động linh lực làm người ta sợ hãi. Ba vị trước xem xét mấy thứ này giá trị bao nhiêu tiên nguyên thạch. Cảnh Dương thượng nhân nói ra, ba người văn sĩ trung niên liếc nhìn nhau, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xem xét từng vật. Kim quan trung niên nam tử thấy cảnh này, nhíu mày. Lệ đạo hiếu, trên người của ngươi còn nhiều tiên nguyên thạch không, ta mượn tạm một ít. Trong đầu hàn lập chợt vang lên thanh âm cảnh dương thượng nhân. Ngươi muốn mượn bao nhiêu? Hàn lập bất động thanh sắc, truyền âm hỏi. Tám vạn tiên nguyên thạch, cảnh dương thượng nhân lập tức truyền âm trả lời. Tám vạn tiên nguyên thạch, cũng không phải số lượng nhỏ a. À? Hàn lập trầm mặc một lát, mới chậm rãi truyền âm. Tại hạ biết rõ, bất quá thỉnh lệ đạo hiếu yên tâm, chỉ cần thời gian 10 năm, ta sẽ trả đầy đủ tiên nguyên thạch cho ngươi. Cảnh dương thượng nhân trông thấy Hàn Lập không có cự tuyệt, trong lòng đại hỷ, lập tức truyền âm nói. Cảnh dương đạo hữu dốc hết tài lực cũng phải lấy được thú cốt xanh biếc kia, xem ra vật ấy quả nhiên là kiện bảo vật, lệ mỗ cũng dụng thần thức tra xét qua, nhưng không phát hiện vật ấy có gì đặc biệt, không biết vật này là dị bảo gì, kính xin cảnh dương đạo hữu chỉ giáo một chút. Hàn Lập hỏi, thực sự không dám giấu giếm, vật ấy chính là một kiện pháp bảo không gian, bất quá bị một tầng cấm chế cực kỳ cao minh che lại khí tức, vì vậy lệ đạo hữu mới dò xét không ra lai lịch vật ấy. Cảnh dương thượng nhân hơi do dự, truyền âm nói, không gian pháp bảo, đôi lông mày hàn lập nhíu lại, như vậy đi, chỉ cần lệ đạo hữu cho ta mượn tám vạn tiên nguyên thạch này, mặc kệ bên trong vật ấy có bao nhiêu thứ, ta nguyện ý chia một phần ba cho ngươi. Cảnh dương thượng nhân lần nữa tăng giá, nếu như cảnh dương đạo hữu nói như vậy, tại hạ nếu còn không đáp ứng thì không phải bản trí cốt rồi. Bất quá lúc đạo hữu mở ra vật ấy, tại hạ muốn ở một bên nhìn xem một chút, kính xin cảnh dương đạo hữu thứ lỗi. Hàn lập mỉm cười, truyền âm nói ra, tốt, bất quá nếu lệ đạo hữu chứng kiến việc này, xin đừng truyền ra ngoài. Sắc mặt cảnh dương thượng nhân khẽ biến, chân chờ một chút vẫn gật đầu đồng ý. Hàn lập nghe vậy, lập tức truyền âm đáp ứng, đồng thời lấy ra một chữ vật giới chỉ nho nhỏ, lặng lẽ nhét vào tay cảnh dương thượng nhân. Thần thức cảnh dương thượng nhân hướng vào trong tìm tòi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, sắc mặt triệt để trở nên bình tĩnh. Ba người văn sĩ trung niên rất nhanh xem xét xong, tuyên bố, sau khi ba người chúng ta xem xét thương nghị, giá trị những bảo vật này không dưới 12 vạn tiên nguyên thạch. Cảnh dương thượng nhân vung tay lên lần nữa, hai đạo quang mang một đen một trắng rơi vào trước ba người văn sĩ trung niên, là hai chữ vật giới chỉ. Tiên nguyên thạch còn dư lại đều ở bên trong, gã nhàn nhạt nói ra, ba người văn sĩ trung niên cầm qua hai cái nhẫn, kiểm tra một chút, cất giọng nói, hai chữ vật pháp khí này, một cái 8 vạn tiên nguyên thạch, một cái 15 vạn tiên nguyên thạch, tăng thêm những tài liệu này, giá trị 35 vạn tiên nguyên thạch. Vị đạo hữu này, nếu như người vẫn chưa yên tâm, có thể tự mình kiểm tra hai chiếc nhẫn chữ vật này một chút. Cảnh dương thượng nhân liếc nhìn kim quan trung niên nam tử, cười hắc hắc một tiếng, nói ra. Sắc mặt kim quan trung niên nam tử khó coi, hư một tiếng, quay đầu rời ánh mắt đi. Đấu giá quan trên đài thấy vậy, tuyên bố thú cốt xanh biết thuộc sở hữu, kết thúc trận đấu giá đột nhiên xuất hiện này. chương 617, Cạm Bẫy Đoạn thú cốt xanh biết được mua với giá 35 vạn tiên nguyên thạch rất nhanh được một nữ tu xinh đẹp đưa đến tay cảnh dương thượng nhân. Cảnh dương thượng nhân cầm chặt thú cốt, đoạn xương mơ hồ hơi trắng bệch, ánh mắt gã thỉnh thoảng nhìn thú cốt lại băn khoăn, giống như đang đánh giá một kiện kỳ chân dị bảo. Chợt nhớ Hàn Lập đang ở bên cạnh, thần sắc của gã rất nhanh khôi phục như thường, nhìn Hàn Lập cười cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu thú cốt xanh biết vào, cùng lúc đó khoản tiên nguyên thạch và tài liệu xa xỉ mà gã trả giá cũng được đưa đến tay đại hàn áo lam kia bích hải thiên ba công ta ra giá hai vạn ba nghìn tiên nguyên thạch đại hàn áo lam đắc chí cười hạc hạc có chút khinh thường quét qua ba gã dám bảo sư kia sau đó lớn tiếng hô giá đạo sĩ thấy tình hình này cũng không có ra giá, giá cuối cùng bích hải thiên ba công bị đại hàn áo lam bỏ ra giá hơn hai vạn tiên nguyên thạch vượt xa giá khởi điểm mua vào đấu giá tiếp tục tiến hành dưới sự chủ trì của đấu giá quan hai kiện trọng bảo còn lại theo thứ tự được đưa lên đài. Hai kiện bảo vật này là một cuốn họa trục có thể triệu hoán đạo binh cùng một cây búa ánh vàng rực rỡ có phẩm giai không thấp, giá trị tự nhiên xa xỉ, nhưng bởi vì đoạn thú cốt xanh biếc kia ngang trời suốt thế lay động nhân tâm, nên hai trận đấu giá này tiến hành không nóng không lạnh, cuối cùng thành giao với một cái giá không tính là quá cao. Theo lời tuyên bố chấm dứt gióng giả của đấu giá quan, đấu giá hội cuối cùng chấm dứt qua loa như vậy, mà trước đó, ba gã dám bảo sư lại sớm biến mất chẳng biết từ lúc nào lần này cảnh dương thượng nhân cùng hàn lập coi như đều lấy được thứ mình cần lúc này liền đứng dậy đi ra cửa hội trường lúc này những người còn lại trong chàng cũng bắt đầu đi ra bên ngoài những người đạt được vật mong muốn giống cảnh dương thượng nhân và hàn lập trên mặt tất nhiên là vui sướng hớn hở người không như nguyện cũng không nhụt trí thứ tốt vốn là khó có được quá trình tìm kiếm vốn cũng là một loại niềm vui thú nếu đạt được quá dễ dàng ngược lại là thiếu thiếu cái gì đó huống hồ lễ mừng này chẳng qua là vừa mới bắt đầu trong thời gian tương đối dài tiếp theo nội thành còn có vô số đấu giá hội cùng giao dịch hội lớn nhỏ đang chờ bọn họ. Có đôi khi trong những nơi đó lại có thể đạt được vật mong muốn. Ngoài ra, còn có thể gặp gỡ một ít lão hữu mấy nghìn năm không gặp, đây cũng là sự tình đáng chờ mong trong kiếp sống tu luyện buồn tẻ. Bên trong đám người di chuyển, không ít người nói chuyện say xưa về vật xuất hiện trên đấu giá hội, trong đó đàm luận say xưa nhất tự nhiên là đoạn thú cốt mà cảnh dương thượng nhân bỏ ra 35 vạn tiên nguyên thạch chụp được. Kể từ đó, Cảnh dương thượng nhân cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, thỉnh thoảng lại có người tới khách sáo hỏi thăm vài câu, nói bóng nói gió muốn nghe ngóng tin tức vật ấy. Cảnh dương thượng nhân thân là Sơn chủ bộ Bách Tạo Sơn, đối với chuyện này tất nhiên đã gặp nhiều, nhưng bây giờ tâm gã giống như mũi tên, nào có tâm tư dài dòng cùng những người này. Gặp được người quen hoặc là thân phận không thấp thì vẻ mặt gã ôn hòa cười ha hả, còn nếu là những người khác lại trực tiếp bỏ mặc. Những người còn lại thấy vậy cũng thức thời không có lại vây quanh. Đã có cảnh dương thượng nhân như thế, nguyên bản Hàn Lập ở trên đấu giá cũng có chút danh tiếng, lại không có ai chú ý tới. Hàn Lập thấy thế lại càng mừng, cười tủm tỉm đi theo sau cảnh dương thượng nhân, bước chân thong thả đi ra hướng bên ngoài. Nhưng vào lúc này, một gã nam tử áo đen đi ngang qua bên cạnh Hàn Lập, đúng là tu sĩ áo đen lúc trước đấu giá cùng hắn hai lần. Lúc trước toàn thân người này giấu trong áo đen, không nhìn thấy mặt, bây giờ tới gần, Hàn Lập đưa mắt nhìn qua mới thấy rõ dung mạo người đó, là một nam tử thanh niên thon gầy, tướng mạo có chút anh tuấn, chỉ là sắc mặt trắng bệch có chút không bình thường. Thời điểm ánh mắt Hàn Lập đảo qua, thanh niên áo đen cũng nhìn lại, lông nghi sắc bén như cây đao chớp lên một cái, sau đó gật đầu cười với Hàn Lập, rồi bước nhanh ra ngoài. Sau lưng thanh niên áo đen còn đi theo một tu sĩ si áo tím, thoạt nhìn hình như hai người là đồng bạn. Người này có một đầu tóc dài mềm mại màu vàng kim rũ trên đầu vai, khoác trên thân áo tím, da thịt trên mặt trắng noãn như ngọc, dung mạo cực kỳ thanh tú nhìn không ra là nam hay nữ. Tu sĩ áo tím cũng liếc nhìn Hàn Lập một cái, nhưng trên gương mặt thanh thú không chút biểu tình, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, theo thanh niên áo đen đi ra hướng bên ngoài. Hàn Lập dừng bước, nhìn bóng lưng hai người này, nhíu mày. Lệ đạo Hữu như thế nào, thấy người quen sao? Bây giờ trong đầu cảnh dương thượng nhân chỉ nghĩ đến thú cốt xanh biếc kia, không có chú ý tới hai người thanh niên áo đen vừa rồi, trông thấy Hàn Lập đột nhiên dừng lại, liền hỏi không có gì, là ta hoa mắt, hàn lập lắc đầu, đã như vậy, chúng ta đi nhanh đi, cảnh dương thượng nhân tựa hồ có chút không thể chờ đợi được. Hàn lập gật đầu nhẹ, rất nhanh hai người rời khỏi đấu giá hội. Đi theo ta, cảnh dương thượng nhân nói nhỏ với hàn lập một tiếng, quay người đi về một hướng. Nhưng vào thời khắc này, dị biến phát sinh, không trung lóe lên ánh sáng màu đỏ, một đoàn mây đỏ lăng không lơ lửng hiện ra, cấp tốc xoay tròn ông ông. Bốn phía trên mặt đất xuất hiện từng đạo linh văn màu đỏ thắm, tạo thành một cái pháp trận màu đỏ, cộng hưởng cùng mây đỏ trên không trung. Lúc này, Hàn Lập và đám người tham gia đấu giá hội vừa rời Ngọc Côn lâu không xa, chợt cảm thấy thân thể siết chặt, đều bị hào quang màu đỏ thấm trong pháp trận trên mặt đất bao phủ, không một ai chạy thoát. Một cỗ lực lượng pháp tác cường đại từ giữa pháp trận tuôn ra, trong nháy mặt mọi người ở đây đều bị giam cầm, không thể động đậy được. Xảy ra chuyện gì vậy? Là khốn trận, người nào dám dở trò trong nội thành? Mọi người tại đây gặp tình cảnh này, nhao nhao kinh hãi, mở miệng tức giận quát lớn. Cảnh dương đạo hiếu, đây là có chuyện gì? Hàn lập thấp giọng hỏi, ta cũng không rõ lắm, bất quá dám động thủ ở nội thành, chắc có lẽ không bắn tên không đích, chúng ta trước nhìn kỹ hãm nói. Lông mày cảnh dương thượng nhân cao lại, thần sắc lại hết sức chấn định. Hàn lập nghe vậy không nói gì, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn có thể cảm nhận được pháp trận đỏ thấm chung quanh này bất phàm, chính là một pháp trận giam cầm có uy lực rất mạnh, trong đó tựa hồ còn dung hợp một cỗ lực lượng pháp tắc không kém, lúc trước hắn cũng không phát hiện chút dấu hiệu nào. Bất quá như cảnh dương thượng nhân nói, nơi đây dù sao cũng là đại thành phía Bắc Hắc Sơn tiên vực, lại có giám sát tiên sứ tỏa chấn, ai dám ở đây trắng trợn bày trận vây khốn người tham gia đấu giá hội. Chẳng lẽ, ngay lúc Hàn Lập tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai đạo nhân ảnh một đỏ một xanh từ trên bầu trời hạ xuống. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, ngừng vận chuyển công pháp, ánh mắt nhìn hai người mới tới. Trên thân hai người này đều mặc áo giáp màu vàng, phục sức giống như đúc mấy tên giám sát sứ thiên đình mà hắn xuyên không qua gặp lúc trước. Người đi đầu là một đại hán tóc đỏ, bên ngoài thân cuồn cuộn hỏa diễm màu đỏ, tản mát ra khí thức vô cùng to lớn, hư không phụ cận cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Hàn lập nhìn xem người này, trong lòng thất kinh, cỗ khí thức khổng lồ này đã đạt đến thái ất cảnh giới, hơn nữa còn trên cả công thâu cửu, hẳn là một gã tu sĩ đẳng cấp cao thái ất cảnh trung kỳ, đại hán tóc đỏ nắm trong tay một thanh cự kiếm đỏ thấm cao hơn người kiếm này có lân phiến màu đỏ che kín hơn nữa thân kiếm uốn lượn giống như một đầu hỏa dao đuôi dao làm mũi kiếm đầu dao làm chuôi kiếm từng đạo hào quang đỏ thấm lượn lờ trong cửa kiếm giống như máu tươi làm cho người ta cảm giác một loại sát nhiệt ngập trời hiển nhiên là một sát kiếm vô cùng hung lệ tên còn lại là một nam tử có thân thể cao gầy giống như cây gậy trúc thân thể che phủ một tầng ánh sáng màu xanh chói mắt trên thân nam tử gậy trúc cũng tản mát ra một cỗ khí tức cường đại không kém chút nào so với đại hán tóc đỏ giám sát tiên sứ hai người vừa xuất hiện mọi người ở đây lập tức nhận ra thân phận của họ từ phục sức sắc mặt đều biến đổi chư vị không cần kinh hoàng, lần này chúng ta tới đây là để bắt nghịch phạm luân hồi điện hắn đang trà trộn trong các ngươi người không liên quan hãy chờ một lát sau đó tự nhiên sẽ được thả đi đại hán tóc đỏ mở miệng nhàn nhạt trong mắt bắn ra hai đạo tia sáng lăng lệ ác liệt như hai lưỡi đao quét tới đám người. Hàn lập nghe vậy, trong lòng lập tức trộn rộn một cái. Chẳng lẽ mình bại lộ, ý niệm trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ gấp đối sách, tiên linh lực trong cơ thể âm thầm ngưng tụ, nhưng trên mặt không biểu lộ mảy may. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, theo chúng ta quay về thẩm vấn, đại hán tóc đỏ đưa tay chỉ liên tiếp mấy người, một người trong đó lại vừa vặn là tên thanh niên áo đen kia. Hàn lập thấy đại hán tóc đỏ chỉ mấy người kia, ánh mắt chấp lên, tinh thần căng thẳng âm thầm buông lòng hắn nhớ kỹ mấy người kia vừa vặn đều là tu sĩ ra giá đấu giá gốc vạn hồn thảo kia xem ra cảm giác của hắn đã đúng gốc vạn hồn thảo nửa đường gia nhập đấu giá quả nhiên là một cái bẫy sau khi chỉ mấy người ánh mắt đại hán tóc đỏ như đao tiếp tục nhìn về những người khác người bị ánh mắt đại hán tóc đỏ đảo qua đều cảm thấy trong mắt tựa hồ bị gai đâm một cái có chút đau đớn hàn lập cũng bị ánh mắt người này đảo qua nhưng sắc mặt hắn thản nhiên không lộ ra một điểm khác thường nào dù mình tu luyện luyện thần thuật và lại sát khí trên thân nồng đậm đã hơi tiếp cận hôi tiên, nhưng mình một mực phục dụng hư nguyên đan, chỉ cần mình không thúc dục luyện thần thuật, và lại đối phương không dùng pháp khí dò xét, bản thân chắc có lẽ không bại lộ. Quả nhiên, ánh mắt đại hán chỉ khẽ quét qua thân hàn lập, không có dừng lại. Bất quá hai tu sĩ si áo hồng bên cạnh hắn trong ánh mắt lại lộ ra một chút bối rối, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng dĩ nhiên bị đại hán tóc đỏ phát hiện được. Còn hai người các ngươi nữa, đại hán tóc đỏ lại chỉ hai người này. Giám sát tiên sứ đại nhân, chúng ta cũng không phải người luân hồi điện, dựa vào cái gì bắt chúng ta. Một tu sĩ si áo hồng nhịn không được hỏi. Đại hán tóc đỏ không để ý đến người này, ánh mắt tiếp tục dò xét đám người, lại chỉ thêm mấy người. Tốt rồi, người bị chỉ ra đi theo chúng ta trở về, những người khác có thể rời đi. Tay đại hán tóc đỏ bấm niệm pháp quyết phung lên, hào quang pháp trận màu đỏ quanh đám người hàn lập lóe lên biến mất, lực lượng giam cầm cường đại cũng theo đó biến mất cỗ giam cầm bị giải trừ, mọi người thở ra nhẹ nhàng, vội vàng ly khai nơi đây. Chúng ta cũng đi thôi, cảnh dương thượng nhân cũng không bị chỉ tên, thấp giọng thúc giục hàn lập một tiếng. Hai người quay người ly khai, rất nhanh rời khu vực Ngọc Côn Lâu này. Bây giờ khu vực bên ngoài Ngọc Côn Lâu đã tụ tập không ít người, đứng từ xa nhìn Ngọc Côn Lâu bên này, một bộ dạng xem náo nhiệt. Đến nơi này, hai người hàn lập cũng lẫn vào trong đám người. Tuy cảnh dương thượng nhân muốn lập tức ly khai, nhưng Hàn Lập lại đề nghị đi xem đến cùng là chuyện gì. Trong lòng đối phương dù không muốn, nhưng ngại trước đây không lâu mới mở miệng mượn Hàn Lập tiên nguyên thạch, nên cũng đồng ý, chỉ là trong lòng trách thầm vài câu. Kết quả là, hai người lẫn vào trong đám người đông nghịt vây quanh xem náo nhiệt. chương 618, siêu trộm, nguyên bản trước Ngọc Côn Lâu tụ tập đông đúc, dưới một tiếng nói của đại hán tóc đỏ, hầu hết mọi người lập tức giải tán, chỉ còn lại hơn 10 người. Những người này tự nhiên đều là người bị đại hán chỉ ra lúc trước, Phần lớn là người tham dự đấu giá vạn hồn thảo trước đây. Không biết vì lý do gì mà đại hán áo lam lúc trước bán thú cốt được 35 vạn tiên nguyên thạch cũng ở trong đó, mặt gã xám như màu đất. Ngoài ra, tên tu sĩ áo tím theo sau thanh niên áo đen cũng không bị chỉ mặt, nhưng đồng dạng không có ly khai. Hàn Lập đứng trong đám người vây xem cách hơn người dặm thấy tình hình này, đồng tử hơi co rụt lại. Lên một lượt đi, đại hán tóc đỏ cũng không nhìn những người này, đại thủ đột nhiên vung lên, bích quang lóe lên. Một chiếc bạch ngọc phi chu lăng không hiện ra lơ lửng, rơi trên mặt đất. Phía trên phi chu có một cái lồng giam ánh sáng màu đỏ thắm chuyển động quay tròn, từng đạo điện mang màu đỏ nhảy lên trên lồng giam ánh sáng, thoạt nhìn làm cho người ta hãi hùng khiếp phía. Xa xa trong đám người, trong mắt Hàn Lập đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước đây hắn cảm thấy đại hán tóc đỏ này có vài phần quen mặt, bây giờ để ý kỹ mới phát hiện ngũ quan hình dáng lại có vài phần tương tự công Thâu Cửu, chỉ sợ giữa hai người có quan hệ máu mủ nào đó. Hừ giám sát tiên sứ các ngươi cũng quá mức bá đạo đi. Chúng ta tới đây là tham gia đấu giá hội Ngọc Côn đấy, không biết nghịch phạm luân hồi điện gì, các người muốn bắt người liền đi bắt, thứ cho tại hạ không thể phụng bồi. Bên trong mười mấy người, một lão giả dâu quai nón mặc đạo bào màu lam hừ lạnh một tiếng, trên thân bỗng nhiên đại phòng ánh sáng màu lam, không có che giấu khí tức kim tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Một cỗ kỳ hàn chi khí bỗng nhiên bộc phát cuốn ra chung quanh làm hư không phụ cận ngưng tụ, nổi lên tầng tầng rung động màu lam mắt thường có thể thấy được, tựa hồ muốn trực tiếp đóng băng lại. Hào quang màu đỏ pháp trận bị cỗ rung động màu lam này quét tới, lập tức ảm đạm mãnh liệt. Lão giả dâu quai nón hét lớn một tiếng, bên ngoài thân đại thịnh ánh sáng màu lam lần nữa, huyễn hóa ra từng vòng gợn sóng màu lam mang theo lực lượng pháp tắc cực hàn, khiến cho phạm vi hơn 10 trượng xung quanh trở thành một mảnh màu lam mơ hồ. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, lão giả tránh thoát được giam cầm của pháp trận màu đỏ, thân hình bay vút lên bỏ chạy một màn này phát sinh với tốc độ ánh sáng mọi người vây xem chỉ cảm thấy trước mắt chấp động ánh sáng màu lam lão giả đã thi triển ra pháp tắc linh vực của mình thoát khốn ra rồi ta cho ngươi đi sao đại hán tóc đỏ vừa dứt lời một cỗ sát khí cuồng bạo như thực chất từ trên thân gã phóng lên trời cự kiếm hỏa dao trong tay tỏa sáng hào quang vung lên hư không hư không trên đỉnh đầu lão giả dâu quai nón phát ra một tiếng nổ mạnh một hư ảnh đầu hỏa dao cực lớn bỗng nhiên lóe lên hiển hiện ra một cỗ lực lượng cực nóng đáng sợ xen lẫn khí tức hung sát cuồn cuộn từ trên thân hỏa giao cực lớn bộc phát ra, bổ nhào xuống lão giả Dâu Quai Nón, một cỗ chấn động pháp tác cực nóng trong khoảnh khắc tập trung vào lão giả. Không gian trong phạm vi linh vực hơn 10 trượng xung quanh lão giả Dâu Quai Nón lập tức một hồi loạn chiến, thân hình lão giả mặc dù nhanh, nhưng hư ảnh hỏa giao lại như bóng với hình, tốc độ nhanh hơn vài phần. Dưới tình thế cấp bách, lão giả há miệng phun mãnh liệt một cái. Một đạo ánh sáng màu lam chói mắt phun ra, là một thanh thương ngắn tiên khí màu lam, tỏa sáng hào quang sau đó hóa thành một đạo cầu vồng màu lam đánh tới hư ảnh hỏa giao. Hư ảnh hỏa dao há miệng lớn, một đoàn hỏa diễm đỏ thấm đón gió phụt lên, lập tức nhanh chóng biến lớn, hóa thành đám mây lửa to cỡ căn phòng. Ầm 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 một tiếng vang thật lớn, mây lửa cùng cầu vồng màu lam chạm vào nhau, lập tức bạo liệt ra. Đám mây lửa đỏ thấm lần nữa tăng lên mãnh liệt, liền nuốt chừng thương ngắn màu lam, sau đó lập tức cuồn cuộn bay vòng lại, nhanh chóng vô cùng đánh trúng lão giả dâu quai nón kia. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lão giả dâu quai nón bị một đoàn ánh sáng màu đỏ trói mắt bao phủ, bên trong truyền ra một tiếng kêu phẫn nộ thảm thiết. Hư ảnh hỏa giao giữa không trung bay hạ xuống, lóe lên chui vào giữa hồng quang trói mắt. Một thanh âm bạo liệt từ giữa ánh sáng màu đỏ truyền ra, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt lại. Ánh sáng màu đỏ đầy trời chớp động vài cái, lập tức nhanh chóng phiêu tán, nhưng lão giả dâu quai nón lại triệt để biến mất không thấy gì nữa phảng phất như chưa tồn tại bao giờ mắt thấy cảnh này những người còn lại đều nhao nhao hít một hơi khí lạnh đừng để ta nói lần thứ hai đại hán tóc đỏ lạnh lùng nói ra thân thể những người này khẽ run đâu còn dám hai lời nhanh chóng đi lên phi chu xanh biếc bước vào lồng giam ánh sáng màu đỏ kia những người ở ngoài xa chứng kiến một màn giao thủ vừa rồi xôn xao một mảnh mặt lộ vẻ kinh hãi ánh mắt hàn lập hít lại thực lực đại hán tóc đỏ này hiển nhiên còn trên cả hắn dự đoán nhưng sau đó hắn rời ánh mắt rơi vào trên thân hai người khác. Đúng là tên thanh niên áo đen cao gầy, còn có tu si áo tím bên cạnh gã, hai người cũng không theo những người còn lại lên phi chu. Trong mắt đại hán tóc đỏ lập lè lãnh mang, nhìn về phía hai người. Thật xin lỗi, mặc dù tại hạ cảm thấy rất có hứng thú với các loại linh bảo phi hành, nhưng duy chỉ không thích ngồi xe chờ tù. Thanh niên áo đen bị đại hán tóc đỏ nhìn chăm chú, trên mặt không khẩn trương chút nào, vẻ mặt chẳng hề để ý cười nói đại hán tóc đỏ cùng gậy trúc nam tử liếc mắt nhìn nhau tiếp đó bóng người hoa lên một cái thân ảnh gậy trúc nam tử từ hư không xuất hiện sau lưng thanh niên áo đen người chụp được gốc vạn hồn thảo kia chính là ngươi luân hồi điện hồ tam đại hán tóc đỏ chậm rãi nói ra hồ tam là nói ta sao ta xem các ngươi nhận lầm người rồi bất quá danh tự rất không tệ ta thích hai tay thanh niên áo đen giơ lên cười hì hì nói hồ tam hoặc là ngân hồ Mười vạn năm trước bắt đầu lẻn vào Thiên Hồng Tiên Cung đánh các bí bảo, hầu như cách mấy trăm năm lại gây án ở một tiên vực khác. Cuối cùng lần này lại dụ được ngươi ra. Nếu thức thời, lập tức thúc thủ chịu trói, giao ra năm món bí bảo năm đó, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút. Trong khi đại hán tóc đỏ nói chuyện, hỏa diễm trên thân lại chậm rãi sáng lên. Một cỗ khí tức cực nóng to lớn như núi lửa phun bộc phát ra, trong nháy mắt mặt đất phụ cận trở nên cháy đen, nổ bể ra. Nhiệt độ cao đáng sợ liền đập vào mặt mọi người phía xa vội vàng lui về phía sau một khoảng cách siêu trộm ngân hồ chính là hàn a cảnh dương thượng nhân thở nhẹ một tiếng thì thào nói ra nét mặt hàn lập cũng hiện lên một tia kinh ngạc lúc trước tại chu tiên bảng trong thành xác thực hắn đã từng thấy qua danh hào ngân hồ theo ghi chú trên chu tiên bảng gã là người luân hồi điệt chuyên ăn trộm các loại bảo vật chân quý phần lớn ở các tiên vực có quan hệ với tiên cung và lại trước khi ra tay đều báo trước nhưng chưa bao giờ thất thủ, có thể nói là bản án nhiều vô số kể. Khó trách trước đây gã ra tay xa xỉ, hiển nhiên tiền không phải là của mình, căn bản không cần đau lòng. Bí bảo thiên hồng tiên cung bị trộm, a à, ta dường như nghe nói qua việc này ở nơi nào, lúc ấy cung chủ thiên hồng tiên cung tư đổ bác văn tìm được một kiện huyền thiên linh bảo, vốn định hiến cho thiên đình, phát ra một trận lễ mừng thanh thế to lớn, tụ tập không ít kim tiên, thậm chí thiên đình còn phái tới mấy vị giám sát tiên sứ, kết quả món bảo vật đó lại bị trộm một ngày trước lễ mừng. Chật chật, thật sự là đáng tiếc a, à, vị cung chủ cùng đám giám sát tiên sứ kia hẳn là rất mất mặt nha. Bất quá các người tìm ta làm cái gì, việc này chẳng có chút quan hệ với ta, chẳng lẽ các người tính tùy tiện bắt một người vô tội hay sao? Thanh niên áo đen cười cười, nói như thế, trọng bảo bị đánh cắp dưới mắt thái ất ngọc tiên cùng kim tiên, vốn là điều vô cùng nhục nhã của thiên đình, kết quả bị thanh niên này kể sinh động như thật trước mặt mọi người, tự nhiên làm người xem bốn phía xôn xao một hồi, mặc dù mọi người ngại dám sát tiên sứ ở đây không dám nói gì, nhưng trong đám người thỉnh thoảng có người phát ra tiếng cười nhạo. Trên đầu đại hán tóc đỏ nổi lên gân xanh, sát cơ trong mắt đại thịnh, nhưng không có lập tức động thủ. Hôm nay mặc ngươi lời ngon tiếng ngọt thế nào, đừng mơ tưởng rời khỏi tụ côn thành này. Sắc mặt gậy trúc nam tử phát lạnh, nói từng chữ một. Đại hán tóc đỏ cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên. Gậy trúc nam tử cũng đồng thời cất bước, tới gần hai người thanh niên áo đen. Hai cỗ uy áp khổng lồ từ trên thân hai người đại hán tóc đỏ tán phát ra, đan vào cùng một chỗ, ép xuống phía trước. Thật sự là phiền toái, thường cách một đoạn thời gian lại có những người này đến quấy rầy ta. Ta chỉ muốn thanh nhàn mấy ngày mà thôi, sao lại khó như vậy chứ? Thanh niên áo đen bất đắc dĩ thở dài, thanh âm thở dài vừa dứt, thân hình người này chợt uốn éo, hóa thành một sợi dây bạc vặn vẹo, lăng không biến mất tại chỗ, pháp trận giam cầm chung quanh tựa hồ không có tác dụng chút nào. Tu sĩ áo tím kia vẫn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, không để ý tới sự tình chung quanh chút nào, coi như hết thảy phát sinh trước mắt không quan hệ chút nào với y. Muốn chạy, mơ tưởng, đại hán tóc đỏ phẫn nộ quát một tiếng, hỏa diễm trên thân đại phóng lần nữa, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một cái linh vực đỏ thẫm lớn ngàn trượt, bao phủ cả mấy tầng kiến trúc phụ cận cùng hơn phân nửa đấu giá hội vào trong. Bên trong linh vực đỏ thấm, vô số hỏa diếm cuồn cuộn như thực chất. Trong phạm vi linh vực, ngoại trừ Ngọc Côn Lâu, những kiến trúc khác nhanh chóng hòa tan, hóa thành từng trận khói xanh biến mất vô tung. Đám người hàn lập ở phía xa quan sát, lần nữa lui về sau một khoảng cách, may mắn bọn hắn nguyên bản đứng rất xa, cũng không bị linh vực đỏ thấm cuốn vào. Nhưng ngay sau đó, trong mắt đại hán tóc đỏ lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi thanh niên áo đen kia biến mất, dường như triệt để mất đi tung tích, bất luận là linh vực hay là thần thức, đều không cách nào cảm ứng được, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay khi thanh niên áo đen biến mất, gậy trúc nam tử cũng lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết phung lên. Một đạo ánh sáng màu xanh trong tay gã bắn ra, chui vào trong hư không. Sau một khắc, lấy đấu giá hội làm trung tâm, một màn sáng màu xanh mờ mịt bao phủ hơn 10 dặm hiển hiện ra. Màn sáng hiện ra có hình dạng bán cầu, vô số thanh ảnh giống như vòi rồng cuồn cuộn phía trên không thôi, phát ra tiếng nổ mạnh âm ầm. Chấn động không gian nhẹ nhẹ từ trong màn sáng màu xanh truyền ra, hiển nhiên bên trong có bổ sung cấm chế không gian, phòng ngừa thanh niên áo đen sử dụng không gian truyền tống đào tẩu. Vì bắt ngân hồ, hai người sớm đã chuẩn bị hết thảy. Làm xong những thứ này, ánh mắt gậy trúc nam tử cũng nhìn chung quanh, cảm ứng tung tích thanh niên áo đen kia. Ồ, hắn khẽ gì một tiếng, chỉ thấy bên trong linh vực hỏa diếm của đại hán tóc đỏ, tu si áo tím kia vẫn đứng chắp tay như cũ, cũng không có vận công hộ thể, nhưng hỏa diễm đỏ thấm chung quanh đến gần y ba thuốc lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Cái này là, ánh mắt gậy trúc nam tử ngưng tụ, đang nghĩ cách dò xét một chút. Vào thời khắc này, một tiếng hét lớn chuyển đến, thân hình đại hán tóc đỏ quay tít một vòng, cự kiếm trong tay chạm xuống phía sau lưng. Đinh một tiếng giòn vang, hỏa dao cự kiếm chặn lại một đạo kiếm quang màu bạc. Kiếm quang màu bạc này cực kỳ nhỏ, hơn nữa mỏng như cánh ve, tản mát ra hào quang cực kỳ đen tối, trong đó mơ hồ có thể thấy từng điểm phù văn màu bạc chấp động. Đại hán tóc đỏ cười lạnh một tiếng, hỏa diễm trên cự kiếm đại thịnh, Bộc phát ra một cỗ khí thức đáng sợ. Lên ken một tiếng giòn vang, kiếm quang màu đen vang lên tiếng đứt gãy. Nhưng vào thời khắc này, hư không sau lưng đại hán tóc đỏ hơi chấn động, hai đạo kiếm quang màu bạc giống như đúc lăng không lơ lửng hiện ra, nhanh chóng vô cùng đâm về hậu tâm đại hán. Chương 619, Trần Dung. Đại hán tóc đỏ nhíu mày, nhưng không có kinh hoàng, há miệng phun một cái, một mảnh ánh sáng màu đỏ quét ra, mơ hồ một cái đã đến sau lưng. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, hóa thành một khiên tròn màu đỏ lớn chừng một trường. Len keng len keng hai tiếng giòn vang, hai đạo kiếm quang màu bạc đâm vào trên khiên tròn màu đỏ, lập tức tia lửa bắn ra bốn phía. Khiên tròn màu đỏ hơi run một cái, ánh sáng màu đỏ bên ngoài chấn động một hồi, sau đó lập tức ổn định lại. Nhưng không chờ đại hán tóc đỏ buông lỏng một hơi, hư không hai bên trái phải gã khẽ động, thình lình lăng không xuất hiện bốn đạo kiếm quang màu bạc giống như lúc trước, đâm vào các nơi trên thân thể gã, tốc độ so với hai đạo lúc trước còn nhanh hơn giống như bốn tia chớp màu bạc. Sắc mặt đại hạn tóc đỏ rốt cuộc trầm xuống, hỏa dao cửa kiếm trong tay run lên, thân kiếm bỗng nhiên tỏa sáng hào quang. Bốn đạo kiếm khí hỏa diễm màu đỏ to như tấm ván cửa lăng không hiện ra lơ lửng, mỗi một đạo kiếm khí tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc, nghênh đón bốn đạo kiếm quang màu bạc kia. Phanh 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 liên tiếp ba tiếng trầm đục vang lên, ba đạo kiếm quang màu bạc bị ngăn lại, va chạm cùng kiếm khí hỏa diễm lập tức vỡ vụn ra. Đạo kiếm quang màu bạc thứ tư bị kiếm khí hỏa diễm ngăn cản, nhưng lúc cả hai sắp va chạm đột nhiên không biết vì lý do gì chợt trách qua hướng bên cạnh một cái. Đạo kiếm quang màu bạc bay sượt qua kiếm khí hỏa diễm, mơ hồ một cái liền phóng về phía bụng đại hán tóc đỏ, cấp tốc hạ xuống. Trong đám người phía xa, Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Trong nháy mắt đạo kiếm khí màu bạc trách qua đạo kiếm khí hỏa diễm, hắn mơ hồ cảm thấy có một tia khí tức thần niệm chi liên. Vào thời khắc này, bên cạnh đại hán tóc đỏ nổ vang một âm thanh, một đạo ánh sáng màu xanh chói mắt lăng không lơ lửng hiện ra, nhập lại hóa thành một chuôi phi toa màu xanh, đánh vào trên kiếm quang màu bạc. Phanh một tiếng trầm đục, kiếm quang màu bạc bị một kích của phi toa đánh trúng, bạo liệt ra. Công thâu huynh, không sao chứ. Bên cạnh đại hán tóc đỏ lóe lên thanh ảnh, thân ảnh gậy trúc nam tử xuất hiện bên cạnh. Không việc gì, đa tả vương huynh, đại hán tóc đỏ kinh sợ đổ mồ hôi lạnh, cảm ơn một tiếng. Trong lúc nói chuyện, tay gã bấm niệm pháp quyết một cái hỏa giao cửa kiếm bắn ra lơ lửng trên đỉnh đầu gã mặt ngoài kiếm quang màu đỏ đại phóng huyễn hóa ra từng đạo kiếm khí màu đỏ hình thành quanh người một kiếm trận hùng vĩ vận chuyển ù ù không ngừng cùng lúc đó khiên tròn màu đỏ phía sau gã cũng sáng lên hào quang mãnh liệt hóa thành một màn hào quang đỏ thấm dày đặc bảo vệ toàn thân phòng ngừa kiếm quang màu bạc đánh tới như vừa rồi tu vi ngân hồ chỉ ở thái ất cảnh sơ kỳ nhưng thực lực không thể khinh thường nếu không cũng sẽ không chạy thoát nhiều năm như vậy công thâu đạo hữu nên cẩn thận gậy trúc nam tử nói đồng thời y cũng vung tay lên một tiên khí thẻ che màu xanh bắn ra huyễn hóa thành một màn sáng thẻ che màu xanh bảo vệ toàn thân y đại hán tóc đỏ gật đầu nhẹ thu hồi vẻ cuồng ngạo trong lòng công thâu thiên ta nghe nói ngươi là đệ nhất thiên tài công thâu thế gia có thanh danh rất cao trong tiên ngục nguyên lai chỉ có chút năng lực như thế sao còn phải nhờ đồng bọn tương trợ thật sự là mất hứng mà một thanh âm chế ngạo vang lên quanh quẩn lư không phụ cận căn bản nhìn không ra vị trí nơi nào, đúng là thanh âm thanh niên áo đen kia. Sắc mặt đại hán tóc đỏ lộ vẻ giận dữ, nhưng lập tức hít sâu một hơi, không để lời đối phương khiêu khích. Ngân hồ có thể ẩn giấu khí thức hoàn toàn, linh vực của ta cũng không cảm ứng được, rốt cuộc người này tu luyện pháp tắc gì. Ánh mắt của gã nhìn chung quanh, truyền âm hỏi, ta cũng không rõ lắm, nghe nói người này có một bí bảo không gian, có thể làm cho thân thể hòa làm một với hư không, linh vực và thần thức bình thường sẽ không thể phát hiện ra tung tích bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Gậy trúc nam tử truyền âm trả lời, ngươi nói là muốn dùng một chiêu kia. Đại hán tóc đỏ khẽ giật mình, lập tức hiểu ra. Ánh sáng màu xanh trên thân gậy trúc nam tử bỗng nhiên sáng ngời, khuếch tán ra chung quanh, hình thành một linh vực màu xanh, trồng lên linh vực hỏa diễm đỏ thấm chung quanh. Trong tay y biến đổi pháp quyết, bên trong linh vực màu xanh lập tức hiện ra từng đạo gió lốc màu xanh, chuyển động nhanh chóng. Trong miệng đại hán tóc đỏ cũng lẩm bẩm, ánh lửa trong linh vực hỏa diễm màu đỏ đại thịnh, từng đạo hỏa trụ màu đỏ hiển hiện ra, xoay quanh đan vào cùng một chỗ với gió lốc màu xanh kia. Ầm ầm ầm, hỏa trụ cùng gió lốc nhanh chóng dung hợp, màu đỏ hỏa trụ đột nhiên tăng mạnh lên, toàn bộ linh vực hỏa diễm màu đỏ lập tức phát sáng rực rỡ, sáng lên gấp mấy lần so với trước, bất quá linh vực màu xanh kia lại không có thay đổi gì. Từng đạo hỏa diễm cuồn cuộn nồng đậm trong nháy mắt che lại ánh mắt mọi người. Lập tức đám người phía ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong lĩnh vực, thần thức càng dò xét không ra, trên mặt cả đám đều lộ vẻ tiếc nuối. Tồn tại thái ất cảnh đã có thể dần dần hòa nhập bản thân cùng thiên địa, mỗi một lần giao phong với người khác, trích dẫn một chút lực lượng pháp tắc thiên địa biến hóa, đều là những kinh nghiệm chân quý, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Trong mắt Hàn Lập cũng hiện lên một vẻ tiếc nuối, cũng không phải là hắn muốn quan sát biến hóa lực lượng pháp tắc của song phương. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh đạo kiếm khí màu bạc bỗng nhiên trách đi vừa rồi, còn có khí thức một tia thần niệm chi liên kia, thầm thở dài lần nữa. Vừa rồi không thể thấy rõ, nếu lại để cho hắn nhìn thêm mấy lần, tất nhiên có thể nhìn ra mấu chốt trong đó. Loại vận dụng thủ đoạn đẳng cấp cao đối với thần niệm lực, nếu có thể học sử dụng, thời điểm giao phong cùng người sau này, nhất định có thể sử dụng hiệu quả ngoài dự đoán. Bên trong linh vực màu đỏ, hai tay đại hán tóc đỏ bấm niệm pháp quyết phung lên, hỏa diễm màu đỏ bên trong linh vực lập tức cuồn cuộn hội tụ lại không chung, trong nháy mắt hình thành một đoàn hỏa cầu màu trắng khổng lồ cháy rừng rực, giống như một vòng mặt trời cực nóng lơ lửng giữa không trung. Khí tức hỏa diễm pháp tác đáng sợ từ mặt trời màu trắng tán phát ra, dẫn tới hư không phụ cận run rẩy kịch liệt. Sắc mặt đại hán tóc đỏ hơi trắng, hiển nhiên thi triển bí thuật này tiêu hao thật lớn, trong miệng tụng đọc chú ngữ, một tay bỗng nhiên chảo vào hư không. Mặt trời màu trắng chuyển động quay tròn, tiếng gió sắc nhọn xùy xùy vang lên, vô số quang tia màu trắng từ phía trên bắn ra, lóe lên xuyên thủng hư không phía dưới. Phạm vi công kích quang tia màu trắng cực rộng, trong nháy mắt tràn ngập bên trong linh vực hỏa diễm. Đã tìm ra, ánh mắt đại hán tóc đỏ sáng lên, tay biến đổi pháp quyết. Vô số quang tia màu trắng đột nhiên kéo thẳng ra mãnh liệt một cái. Hư không bên trái đằng sau hai người lóe lên, một bóng người màu đen hiện ra, đúng là thanh niên áo đen kia. Trên người gã bị từng đám quang tia màu trắng quấn quanh, từ trong hư không kéo ra, trên gương mặt tuấn lãng hiện lên một tia kinh ngạc chịu chết đi gậy trúc nam tử một bên phất tay lên một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra đánh tới thanh niên áo đen là một lệnh bài màu xanh âm một tiếng trầm đục lệnh bài màu xanh bay ra lập tức đại phòng ánh sáng màu xanh lăng không biến thành một hư ảnh quái vật đầu rắn thân hổ màu xanh miệng lớn dính máu há ra cắn xuống thanh niên áo đen hư ảnh quái vật màu xanh chưa cắn tới một cỗ khí thức khủng bố làm cho người hồn phi phách tán đã ép tới cỗ khí thức này vượt xa bản thân gậy trúc nam tử lúc bình thường hầu như đạt đến thái ất cảnh đỉnh phong sắc mặt thanh niên áo đen trầm xuống hai tay bấm pháp quyết mãnh liệt hai mắt bỗng nhiên sáng lên hai tia sáng gai bạc chói mắt sau đó nhanh chóng che mất thân thể của mình phanh một tiếng thân thể thanh niên áo đen đột nhiên bạo liệt ra hóa thành từng tia sáng trắng phiêu tán hầu như cùng lúc đó hư ảnh quái vật màu xanh xuyên qua chụp một cái vào hư không trong miệng thú ảnh màu xanh phát ra một tiếng gào thét không cam lòng thân thể cực lớn nhanh chóng phiêu tán lần nữa ngưng tụ thành lệnh bài màu xanh kia, nhưng hào quang tản mát ra ảm đạm hơn nhiều. Bây giờ, những quang điểm màu bạc ở phía xa nhanh chóng hội tụ, hợp lại làm một, ngưng tụ thành thân ảnh ngân hồ. Nhưng bây giờ bề ngoài ngân hồ đã thay đổi, lộ ra chân dung, tóc gã biến thành màu bạc, hai con người màu đen cũng biến thành màu sáng bạc, hai lỗ tai cũng dài hơn không ít, hơn nữa hiện ra một tầng lông tơ màu bạc. Từng đạo tia sáng trắng giống như khói mù quấn quanh người gã, thoạt nhìn vô cùng mông lung, mang theo vài phần thần bí. Gậy trúc nam tử thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, vội vàng phất tay triệu hồi lệnh bài màu xanh kia, đồng thời hai tay vung lên. Một mảnh tinh quang từ trong tay áo y bắn ra, là một cổ kính màu xanh. Kính này vừa xuất hiện, một phần sáng màu xanh từ trên mặt kính hiện lên, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt lớn như căn phòng. Vô số phù văn màu xanh từ trong kính tuôn ra, sau một tiếng nổ vang hóa thành những quang đoàn màu xanh. Gậy trúc nam tử há miệng phun một cái, một đoàn thanh sắc lôi quang bắn ra, đan vào cùng những quang đoàn màu xanh kia. Quang đoàn màu xanh lập tức biến đổi, hóa thành một phong nhận màu xanh lớn cỡ tấm ván cửa, mặt ngoài quấn quanh từng đạo hồ quang điện màu xanh, khí thế hung hăng đánh tới ngân hồ như mưa, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đại hán tóc đỏ cũng bấm niệm pháp quyết phung lên, trên mặt trời màu trắng lóe lên hào quang, từng đạo quang tia màu trắng bắn ra lần nữa, đánh tới hướng ngân hồ. Trên mặt ngân hồ hiện ra vẻ khinh miệt, trên thân lóe lên tia sáng trắng, hóa thành hơn 10 thân ảnh màu bạc những thân ảnh này sáng mịt mờ như thực như ảo mang theo tàn ảnh bay về bốn phương tám hướng những phong nhận màu xanh kia bắn ra lập tức lóe lên xuyên thủng những thân ảnh màu bạc này nhưng lại không gây tổn thương gã chút nào quang tia màu trắng cũng giống như vậy xuyên thủng qua những thân ảnh màu bạc kia nhưng cũng không hiệu quả chút nào nhị vị cũng không tệ lắm nhưng chơi đùa cùng các ngươi cũng lâu rồi ta còn có việc đành phải cáo từ sau này cũng không cần gặp lại tiếng cười ngân hồ mông lung vang lên lần nữa Tốc độ những thân ảnh màu bạc kia bỗng nhiên nhanh hơn, sau lưng kéo ra từng đạo huyễn ảnh, bay ra hướng bên ngoài, tựa hồ linh vực hai người chung quanh không ảnh hưởng chút nào. Đừng hòng chạy trốn, gậy trúc nam tử hét lớn một tiếng, thân hình bắn ra, mơ hồ một cái xuất hiện bên cổ kính màu xanh, hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn xuống phía dưới một cái, đồng thời há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, dung nhập vào cổ kính. Cổ kính màu xanh lập tức tỏa sáng hào quang, vô số ánh sáng màu xanh từ trong phun ra, tựa hồ đang thiêu đốt, hóa thành hình dáng hơi mờ, sau đó lóe lên sáp nhập vào trong linh vực màu xanh. Toàn bộ linh vực màu xanh bỗng nhiên sáng ngời, hóa thành một mặt kính màu xanh cực lớn. Từng đạo ánh sáng màu xanh sáng long lanh từ trong mặt kính chiếu xạ ra, tản mát ra một cỗ chấn động lực lượng pháp tắc kỳ lạ. Trong nháy mắt những thân ảnh màu bạc kia bị chế trụ, tựa hồ bị giam cầm lại. Gậy trúc nam tử biến đổi pháp quyết lần nữa, hai tay vỗ mãnh liệt lên mặt kính. Mặt kính màu xanh sáng lên mãnh liệt, vô số tinh ti màu xanh óng ánh từ trong bay ra, xuyên thủng một ít thân ảnh màu bạc này. Những tinh ti óng ánh này không biết là thần thông gì, rốt cuộc tác động tới một ít thân ảnh màu bạc. Bị vô số tinh ti xuyên thủng, những thân ảnh màu bạc kia lập tức phiêu tán từng cái, trong nháy mắt chỉ còn lại một thân ảnh màu bạc. chương 620, xem kịch, công thâu huynh, tranh thủ thời gian, gậy trúc nam tử quát to, y liên tiếp thi pháp, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, cánh tay trên mặt kính cũng có chút run rẩy hiển nhiên trèo chống thần thông này cũng cật lực dị thường. Sắc mặt đại hán tóc đỏ công thâu thiên nghiêm nghị, trong miệng ngâm tụng nhanh chú ngữ, sau đó hai tay nắm vào hư không kéo một cái. Mặt trời màu trắng giữa không trung bỗng nhiên sáng lên, mặt ngoài hiện ra một tầng ngọn lửa màu trắng, mang theo tiếng nổ lớn ù ù từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên bóng người màu bạc kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt trời màu trắng lóe lên bỗng nhiên bạo liệt ra, bao phủ bóng người màu bạc lại, trong nháy mắt bạch quang nở rộ chói mắt, tràn ngập toàn bộ linh vực. Một cỗ chấn động thâm bất khả chắc từ trong mặt trời màu trắng bạo liệt tản ra, tàn phá bữa bãi không gian chung quanh, hư không phụ cận cũng hiện ra từng vết nứt, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị xé nứt ra. Mặt kính màu xanh trong nháy mắt bạo liệt biến mất, một lần nữa hóa thành linh vực màu xanh. Nhưng bị cỗ lực lượng pháp tắc đáng sợ này xông lên, linh vực màu xanh cũng giải thể từng khúc, rất nhanh sụp đổ hoàn toàn. Linh vực màu xanh vỡ tung, chấn động pháp tắc không ngừng chút nào, tiếp tục trùng kích lên trên linh vực hỏa diễm màu đỏ. Công thâu thiên hét lớn một tiếng, kiệt lực duy trì linh vực hỏa diễm, gắt gao cầm cố cỗ lực lượng bạo liệt đáng sợ này lại, không để khuếch tán ra, bằng không chỉ sợ toàn bộ tụ côn nội thành sẽ bị hủy diệt một nửa. Sau mấy hơi thở, rốt cuộc lực lượng pháp tắc đáng sợ chậm rãi biến mất, bạch quang chói mắt tràn ngập toàn bộ linh vực cũng nhanh chóng tiêu tán. Lúc này sắc mặt công thâu thiên trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ vui mừng, phất tay tản đi linh vực hỏa diễm màu đỏ, gã nhìn lại chỗ bóng người màu bạc kia. Mặt trời màu trắng này là thần thông mà gã cùng gậy trúc nam tử kết hợp hai cỗ lực lượng pháp tắc tạo ra, tuy rằng hai người kết hợp pháp tắc cũng chưa hoàn thiện, nhưng cũng giống như một kích toàn lực của thái ất cảnh hậu kỳ. Ngân hồ kia bất quá là thái ất sơ kỳ, bị mặt trời màu trắng này đánh trúng trực tiếp, không có khả năng còn sống, chẳng qua là thi thể gã không nên quá kém mới tốt, bằng không sẽ không có bằng chứng, khó giao nộp nhiệm vụ. Sau khi tường lửa cùng linh vực nồng đậm che kín ánh mắt mọi người biến mất, mọi người vây xem nơi xa huyên náo ong ong một trận, giờ phút này người hội tụ lại xem càng nhiều, đều nhìn lại ba người bên trong. Ánh mắt hàn lập sáng lên nhìn vào bên trong, bạch quang chung quanh hoàn toàn tiêu tán nhanh, một thân thể cháy đen nằm dạp trên mặt đất xuất hiện trước mặt mọi người. Kết quả công thâu thiên đưa mắt nhìn qua, nụ cười trên mặt chợt ngưng kết, thân thể cháy đen kia có thân hình cao gầy, đầu tóc màu xanh, thình lình chính là nam tử như cây trúc kia. Giờ phút này toàn thân y cháy đen, tựa hồ bị cháy rụi, trên thân thể còn hiện ra từng vết nứt nhưng không có nhiều máu tươi chảy ra toàn bộ thân thể nhìn như một cái bao rách may mà trong miệng vẫn còn khí tức vương huynh công thâu thiên trợn mắt há hốc miệng nhưng sau một khắc lập tức phản ứng nhanh thân hình thoát một cái xuất hiện bên cạnh gậy trúc nam tử lật tay lấy ra hai tấm phù lục một xanh biếc một huyết hồng hai tấm phù lục này tản mát ra linh lực kinh người còn ẩn chứa một loại chấn động pháp tắc nào đó hiển nhiên là đạo phù không bình thường giờ phút này công thâu thiên không để ý nhiều như vậy nữa bấm quyết phung lên hai tấm đạo phù lập tức sáng lên sau đó hóa thành một đoàn lục quang cùng một đoàn huyết quang sáp nhập vào trong cơ thể gậy trúc nam tử thân thể bị tàn phá của gậy trúc nam tử nhanh chóng chuyển từ đen sang đỏ chỗ tàn phá nhanh chóng hiện ra từng đạo tơ máu sen lẫn trọng tổ lại khí tức trên người cũng theo đó tăng lên hơi thở không còn mong manh như vừa rồi lúc này sắc mặt công thâu thiên mới buông lỏng quay đầu nhìn lại chỗ gậy trúc nam tử đứng vừa rồi chỉ thấy một bóng người màu bạc đứng ở nơi đó, chính là Ngân Hồ. Giờ phút này hai tay gã dao trước ngực, kết thành một cái thủ ấn, hai mắt tản mát ra ngân quang chói mắt, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Hai tay Ngân Hồ kết ấn chợt buông ra, trong mắt tản mát ra ngân quang lập tức nhanh chóng ảm đạm, lộ ra vẻ mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt. Tên tu sĩ áo tím vẫn đứng chắp tay tại chỗ như cũ, quần áo trên người trơn bóng như mới, một chút cho bụi cũng không bị nhiễm, ba người ngân hồ chiến đấu không màng sống chết, lại không lan đến gần người này chút nào. Y quay đầu nhìn về hướng ba người ngân hồ một cái, rất nhanh liền rời đi ánh mắt đi. Thấy một màn này, mọi người vây xem ồn ào, nhìn tình hình này, tựa hồ ngân hồ lấy một trọi hai, vẫn tiếp tục chiếm thượng phong. Huyễn chi pháp tác, vậy mà tu luyện đến trình độ như thế, hai con người đại hán tóc đỏ nhìn ngân hồ, mặt lộ vẻ kinh nộ. Trong khi nói chuyện, gã ôm thân thể gậy chúc nam tử bay ngược ra sau. Ta để ngươi đi sao? Ngân Hồ nói nhàn nhạt một câu, một tay nhấc lên, đầu ngón tay đại phóng ngân quang, đang tính bắn ra. Vào thời khắc này, hư không phía trên chấn động một cái, một đạo điện chấp năm màu lăng không hiện ra, bổ xuống đầu Ngân Hồ, tốc độ nhanh khó tưởng được. Ngân Hồ biến sắc, thân hình lập tức bắn ngược về sau trốn tránh, nhưng tốc độ đạo điện chấp năm màu này quá nhanh, hơn nữa trước đó không có dấu hiệu nào, muốn tránh đã không kịp. Điện chấp năm màu như vật sống thiểm điện cuốn một cái, bọc lại cánh tay trái của gã phốc một tiếng vang nhỏ, cánh tay ngân hồ trực tiếp đứt thành từng khúc, sau đó biến thành cho tàn. Thân thể gã mơ hồ một cái, sau một khắc xuất hiện cách đó trăm trượng. Thế nhưng đường điện chấp năm màu không có dừng lại buông tha, như giỏi trong xương truy tung theo, quấn tới vị trí khác của ngân hồ. Sắc mặt ngân hồ lạnh lẽo, cánh tay phải vung lên. Chỗ nghi tâm gã lóe lên tinh quang, một đạo hư ảnh xiềng xích óng ánh chợt lóe lên. Lập tức điện chấp năm màu lệch ra, trượt qua bên cạnh thân thể gã, rơi trên mặt đất chui vào trong đó. Xoẹt một tiếng vang lên, mặt đất lập tức hiện ra một lỗ đen, bay lên một đạo khói xanh lượn lờ. Hàn lập thấy cảnh này, hai con người đại thịnh ánh sáng. Đây là, lần thứ hai ngân hồ thi triển bí thuật thần niệm này. Thân hình ngân hồ lại nhoáng một cái, rời khỏi đó khoảng trăm trượt, bỗng nhiên há miệng phun ra một đạo huyết quang, rơi vào chỗ cụt tay. Tay cụt hiện lên ra từng đạo tơ máu, nhanh chóng chấp động, trong nháy mắt mọc ra một cánh tay mới hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại giữa không trung, chỉ thấy nơi đó lóe lên ánh chấp năm màu, một bóng người lăng không nổi lên, chậm rãi rơi xuống. Người này là một trung niên nam tử, vóc người cực kỳ cao lớn, so với người thường cao hơn gần nửa, da màu cổ đồng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, phảng phất như điêu khắc từ sắt thép thành, ánh mắt lẫm liệt, không giận mà uy. Gã mặc trên người một kiện áo giáp màu vàng, cũng là một giám sát tiên sứ. Tô Lưu, ngân hồ nhíu mày, giữa hàm răng nói ra một cái tên giám sát sứ Tô Lưu, hắn cũng tới, cảnh dương thượng nhân lộ vẻ kinh ngạc, kêu nhẹ, giám sát sứ Tô Lưu, là vị giám sát tiên sứ tỏa trấn tụ côn thành ngươi nói đó hả? Hàn lập thấp giọng hỏi, chính hắn, giám sát sứ Tô Lưu chính là đại tu sĩ Thái Ất Cảnh Đỉnh Phong, lần này chỉ sợ ngân hồ nguy hiểm rồi. Cảnh dương thượng nhân khẽ thở dài, nói, ngân hồ là trọng phạm truy nã của thiên đình, cảnh dương đạo hữu ngươi chính là phó sơn chủ bách tạo sơn. Cũng có thể coi là người một phương của thiên đình, nghe khẩu khí người tựa như đang lo lắng ngân hồ bị bắt trong mắt hàn lập chấp lên quang mang thấp giọng nói cảnh dương thượng nhân nghe vậy thân thể run một cái vội vàng nhìn lại chung quanh thấy tất cả mọi người gần đó đang nhìn hướng tô lưu giữa không trung không chú ý tới hai người đối thoại lúc này mới sắc mặt buông lỏng lệ đạo hiếu ta bất quá thuận miệng nói lời nói đùa bực này tuyệt đối không nên nói ra vạn nhất bị người thiên đình biết tại hạ sẽ gặp đại phiền toái cảnh dương thượng nhân không ngừng kêu khổ truyền âm nói Ha ha, Cảnh Dương đạo hữu yên tâm, ta đã sớm thi triển cấm chế cách âm xung quanh, vừa rồi nói chuyện, ngoại nhân không nghe được, lệ mỗ há lại không biết nặng nhẹ như vậy. Hàn Lập cười ha ha một tiếng, truyền âm trả lời. Cảnh Dương thượng nhân khẽ giật mình, nhìn kỹ lại phụ cận hai người, quả nhiên thấy một tầng cấm chế nhỏ bé không dễ nhận ra, bao hai người lại, ngăn cách với chung quanh. Trong lòng của gã buông lỏng, đồng thời lại có chút chấn kinh. Hai người đứng sóng vai chỗ này, Hàn Lập thi pháp bố trí cấm chế vậy mà gã không phát giác chút nào, thực lực đối phương chỉ sợ còn trên gã dự đoán. Nơi xa đương trường, trong mắt ngân hồ nổi lên vẻ kiêng rè, sau đó thân hình chợt nhoáng một cái. Phụ cận chấp động ngân quang, hơn 10 bóng người màu bạc như thật như ảo hiện lên lần nữa, nhanh chóng bay về bốn phương tám hướng. Nếu đã tới, cần gì rời đi vội vã. Giữa không chung, tô lưu cười lạnh một tiếng, hai tay khẽ động, mười ngón tay bỗng nhiên chụp một cái vào hư không với tốc độ mắt thường khó mà nhìn thấy được. Âm thanh lôi điện vang lên tư tư, lúc này có vài chục đường hồ quang điện năm màu từ đầu ngón tay y bắn ra, điện xả đuổi theo bóng người màu bạc. Tốc độ bóng người màu bạc mặc dù cực nhanh, thế nhưng tia hồ quang điện năm màu càng nhanh hơn, lóe lên liền đuổi kịp bóng người màu bạc kia, lập tức cuốn lấy một cái. Một cỗ chấn động trí dương pháp tắc từ trong hồ quang điện năm màu bộc phát ra, che mất bóng người màu bạc kia. Xoẹt một tiếng, những bóng người màu bạc kia đều vỡ vụn ra, phiêu tán biến mất. Chỉ còn lại một bóng người màu bạc, chính là bản thể ngân hồ đang phi độn bỏ trốn. Giữa không chung, Tô Lưu cười nhạt một tiếng, mười ngón tay biến đổi lần nữa. Xuy suy suy hồ quang điện năm màu lập tức hội tụ lại với nhau, trong nháy mắt hóa thành bốn đầu lôi long năm màu, mỗi một đầu đều dài mười mấy trượng toàn thân tràn ngập hồ quang điện năm màu, vang lớn tiếng tư tư, nhìn cực kỳ đáng sợ. Bốn đầu lôi long lắc đầu vẫy đuôi nhoáng một cái, sau một khắc lăng không xuất hiện trên không ngân hồ, Vần quanh rồi cắn xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cỗ cự lực to lớn khó có thể tưởng tượng từ trên thân bốn đầu lôi long bộc phát ra, bao phủ ngân hồ lại. Thân hình phi độn của ngân hồ đột một chậm lại gấp 10 lần, sắc mặt gã biến đổi, trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay vội vàng huy động. Mi tâm gã đại phóng tinh quang, mấy hư ảnh thần niệm chi liên hiện ra, bay nhào tới bốn đầu lôi long làm chúng trao đảo một cái, lộ ra một khoảng cách. Ánh mắt ngân hồ sáng lên, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo ngân ảnh bắn ra. Ầm ầm một trận tiếng vang kinh thiên động địa, một chùm sáng điện chấp năm màu lớn trăm trượng nổi lên cực kỳ rực rỡ lóa mắt từng đạo hồ quang điện năm màu thô to di chuyển trong chùm sáng chùm sáng lôi điện đụng vào cái gì hết thảy đều vô thanh vô tức biến thành hư vô phảng phất một đầu cửa thú đáng sợ có thể thôn vệ hết thảy nhưng trong chùm sáng điện chấp năm màu xuất hiện trong nháy mắt một đạo ngân ảnh từ đó bắn ra lóe lên hiện ra thân ảnh ngân hồ giờ phút này nhìn gã khá chật vật sắc mặt tái nhợt thêm mấy phần quần áo trên người vỡ vụn trên cánh tay và thân thể cũng hiện ra từng vết thương đen kịt, nhưng cũng không quá nặng. Hắn chợt nghiêng đầu, nhìn phía sau kêu ầm lên, này, ta nói người đừng ra tay, người cũng không cần ở một bên xem kịch như thế chứ. chương 621, thì ra là hắn, giữa không chung, tô lưu nghe vậy, quét mắt qua hướng tu si áo tím đang đứng ngây như phóng, gã hơi biến sắc một chút, nhưng động tác trong tay không dừng lại chút nào, bấm quyết một cái, chùm ánh chấp năm màu chợt vỡ ra, lần nữa hóa thành bốn đầu lôi long, bắn tới ngân hồ nhanh như điện. Ngân hồ có chút kiêng kỵ bốn đầu lôi long này, trên thân đại phóng ngân quang, thân hình mang theo tàn ảnh bắn nhanh tới tu sĩ si áo tím. Là người cầu ta xuất thủ, chuyện lúc trước xóa bỏ nha. Tu sĩ si áo tím mỉm cười, lần đầu tiên mở miệng, thanh âm tràn ngập thu hút, là giọng nói nam. Sắc mặt hàn lập nơi xa khẽ động, thanh âm này nghe có vẻ quen thuộc. Được, thân hình ngân hồ dừng lại bên cạnh tu sĩ si áo tím, tức giận kêu lên. Tu sĩ si áo tím lại cười một tiếng, hai tay xoắn một cái bên ngoài thân lập tức đại phóng tử quang sau đó cuồn cuộn hóa thành mảng lớn hào quang màu tím nồng đậm cuồn cuộn xung quanh một cỗ dao động ma khí mãnh liệt từ trong hào quang màu tím bộc phát ra khuếch tán mãnh liệt ra chung quanh hàn lập thấy thế trong lòng hơi động cỗ ma khí này không chỉ cường đại hơn nữa lại cực kỳ thuần túy hơn xa ma khí của hắn bộc phát ra khi thi triển phạm thánh chân ma công những hào quang màu tím này hơi chấn động lập tức như cá voi hút nước cuốn ngược trở lại Hội tụ sau lưng tu sĩ si áo tím, hóa thành một hư ảnh màu tím cao lớn ba đầu sáu tay. Hình dáng ba cái đầu này cũng không giống nhau, một cái đầu mọc một sừng đang trợn mắt, một đầu đeo mũ giáp hình ngọn lửa, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ say, cái đầu cuối cùng thì khuôn mặt lộ vẻ hiền lành, trên trán có một con mắt nằm dọc. Trên trán ba cái đầu mọc ra một con mắt dài nhỏ nằm dọc, giờ phút này đang nhắm chặt. Sáu cánh tay cũng nắm những vũ khí khác nhau, giản, roi, búa lớn. Giờ phút này ống tay áo tu sĩ áo tím bay cuồn cuộn, lộ ra làn da trên hai tay, phía trên mọc đầy những mảnh vải tím tinh mịn. Nhìn đến đây, lông mày hàn lập nhíu lại, rốt cục nhớ ra âm thanh quen thuộc của tu sĩ áo tím. Thì ra là hắn, hắn tự lẩm bẩm tu sĩ áo tím này, hơn phân nửa là tên thạch xuyên không mà lúc trước hắn gặp được tại nguyên hoang thành. Lúc này vải tím trên hai tay tu sĩ áo tím cũng phát ra ánh sáng sáng ngời, từng đường vân màu tím kéo dài ra, nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân, thân thể cũng theo đó biến lớn lên mấy lần, nguyên bản thân thể thon dài trở nên cực kỳ cường tráng. bên ngoài thân hiện ra từng đạo ma văn màu tím, hai mắt thay đổi thành màu tím đen, bắn ra hai đạo tử mang khí tức cực lớn từ trên người lan ra, nhưng không đạt tới thái ất cảnh giới, chỉ là cấp kim tiên đỉnh phong. hai tay y bấm quyết phung lên, hai đạo ánh sáng màu tím bắn ra, lóe lên chui vào trong hư ảnh pháp tướng sau lưng. giữa hư ảnh đầu lâu pháp tướng kia hiện ra một cái sừng, từ quan tản mát ra chợt sáng lên trở nên ngưng thực, mắt dọc trên trán chợt mở ra. Một đạo ngân quang từ đó bắn ra, trên ngân quang mang theo chấn động không gian pháp tắc vô cùng mãnh liệt, dẫn tới hư không phụ cận rung động không ngừng. Ngân quang lóe lên, chui vào hư không biến mất không thấy tăm hơi. Sau một khắc, hư không sau lưng ngân hồ lóe lên, một đoàn ngân quang lóa mắt lăng không hiển hiện ra, xoay tròn cấp tốc, hóa thành một vòng xoáy màu bạc. Bốn đầu lôi long kia bay vụt tới, vòng xoáy màu bạc chợt dâng lên bao khỏa bốn đầu lôi long vào bên trong ánh bạc lóe lên trói mắt, bất luận vòng xoáy hay là lôi long đều biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt tô lưu khẽ biến, lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng vào thời khắc này, hư không phía sau gã lóe lên, một vòng xoáy màu bạc từ trống rỗng hiện ra. Ánh chấp năm màu sáng lên, bốn đầu lôi long năm màu từ trong vòng xoáy bắn ra nhanh như điện, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai hung hăng đánh lên lưng gã. Thân thể tô lưu đại chấn, toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra phía trước. Một chiêu không gian na di này của ngươi quả thực lợi hại, lần này xem ra tô lưu tự lấy đá nện chân mình rồi, thống khoái. Bên cạnh tu sĩ si áo tím lóe lên ánh bạc, thân thể ngân hồ xuất hiện, cười ha ha. Hiện tại chúng ta không thể chống lại tô lưu, đi. Tu sĩ si áo tím không có nói nhiều như ngân hồ, hai tay bấm nhanh pháp quyết một cái. Sáu cánh tay pháp tướng màu tím ôm lấy tu sĩ si áo tím cùng ngân hồ, sau đó ầm một tiếng hóa thành một đạo tử quang lóa mắt điện xả về phía xa. Chạy đi đâu, một tiếng sấm nổ gầm thét truyền đến từng tia chấp năm màu lăng không nổi lên, trong nháy mắt tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng, hình thành một cái linh vực lôi điện, bao phủ hai người biến thành tử quang vào trong. Linh vực lôi điện này cơ hồ ngưng động như thực chất, lần nữa che phủ ánh mắt đám người hàn lập bên ngoài. Bên trong linh vực lôi điện, từng đạo hồ quang điện năm màu từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, phảng phất như từng cây roi, hung hăng quật lên tử quang. Tử quang chấn động kịch liệt, ma mà khí màu tím ngay chỗ bị hồ quang điện năm màu đánh chúng bị bốc hơi một chút, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại chính giữa lĩnh vực lôi điện bóng người hoa lên một cái thân ảnh tô lưu hiện ra áo giáp trên lưng gã bị tổn hại một chút lộ ra mảng lớn ra thịt màu đồng cổ nhưng cũng không có thụ thương giờ phút này tựa hồ tô lưu vừa bị lôi long của mình đánh trúng sắc mặt âm trầm dị thường hai tay gã bấm quyết hồ quang điện năm màu bên trong lĩnh vực lập tức hội tụ lại một chỗ rất nhanh hóa thành một chuôi chiến phủ lôi điện to lớn từng tiếng gầm hùng hậu từ trên chiến phủ lôi điện phát ra cũng không phải là tiếng lôi đình nổ vang mà là từng trận tiếng gầm cực lớn uy áp trên chiến phủ lôi điện tản ra cơ hồ có thể bổ cả thiên địa đi cánh tay tô lưu nhấc lên sau đó vỗ xuống một cái chiến phủ lôi điện chậm rãi chuyển động cự lực đáng sợ từ trên cự phủ tản ra hư không phụ cận trực tiếp bị xé nứt ra chém xuống hào quang màu tím nhìn như chậm mà nhanh cơ hồ cùng lúc đó một tiếng gầm rú to lớn chuyển đến một thanh cự kiếm màu đỏ to lớn như núi bay vụt tới phía trên quấn quanh hư ảnh một đầu hỏa dao to lớn Tản mát ra phát tắc hỏa diễm khổng lồ. Tuy uy thế cự kiếm màu đỏ không bằng cự phủ lôi điện, nhưng không phải chuyện đùa, những nơi đi qua hư không cũng bị vạch ra một đạo hắc ngân, cũng chém tới hào quang màu tím. Cách cự kiếm không xa đứng đấy một bóng người màu đỏ, chính là Công Thâu Thiên thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Gậy trúc nam tử đã tỉnh lại chẳng biết từ lúc nào, đứng ở phía sau Công Thâu Thiên, tổn thương cũng chưa lành hẳn, không có xuất thủ. Vào thời khắc này, bên trong đoàn hào quang màu tím chợt sáng lên một đạo ngân quang chói mắt sau đó nhanh chóng khuếch tán ra trong nháy mắt hình thành một mảnh linh vực màu bạc linh vực màu bạc vừa mới thành hình chiến phủ lôi điện cùng cửa kiếm màu đỏ liền bổ đến ẩm vang linh vực màu bạc lóe lên quang mang đột nhiên vặn vẹo biến hình hư không trong vòng mấy trăm trượng phụ cận cũng biến hóa theo không ngừng kéo rỗi hoặc là trồng lên nhau chiến phủ lôi điện cùng cửa kiếm màu đỏ bị lực lượng không gian vặn vẹo phụ cận quấn lấy lập tức lệch ra bay sượt qua linh vực màu bạc nhưng cả hai vẫn va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Linh vực màu bạc vốn sáng rực rỡ chợt ảm đạm, tựa hồ tiêu hao rất lớn, nhưng lại chấp động kịch liệt, đồng thời nhanh chóng kéo dài biến hình, trong nháy mắt hóa thành một một cái phi toa màu bạc, trực tiếp chui vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Cơ hồ cùng lúc, bên ngoài tầng sáng màu xanh rung mãnh liệt một cái, bên trong truyền ra một thanh âm vỡ tan. Màn sáng to lớn ầm một tiếng, trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành vô số thanh quang phiêu tán liên tiếp biến hóa phát sinh trong chớp mắt, Tô Lưu cùng Công Thâu Thiên cảm thấy trước mắt chấp động ngân quang mấy lần, ngân hồ cùng tu sĩ áo tím đã biến mất không thấy bóng dáng. Đáng chết, sắc mặt Công Thâu Thiên bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, nhịn không được chửi một câu. Sắc mặt gậy trúc nam tử cũng không dễ nhìn, Tô Lưu nhíu mày, giờ phút này sắc mặt giận dữ cũng chậm rãi biến mất, bấm quyết tản đi cự phủ lôi điện kia. Tô đạo hiếu, lôi điện pháp tắc của ngươi vừa vặn khắc chế ngân hồ, ngay từ đầu nếu ba người chúng ta liên thủ hành động Vương Huynh cũng không đến mức thụ thương, càng không để bọn chúng chạy thoát. Công Thâu Thiên nhìn về phía Tô Lưu, trầm giọng nói. Người đang chất vấn ta, Tô Lưu nhìn về phía Công Thâu Thiên, trên thân chậm rãi tản mát ra một cỗ khí tức âm hàn. Ta không phải chất vấn, chỉ nói ra sự thật mà thôi. Bắt Ngân Hồ là nhiệm vụ cấp trên giao cho ba người chúng ta, hiện tại hắn đã trốn, còn mang theo vạn hồn thảo, chúng ta làm sao báo cáo cấp trên đây. Sắc mặt Công Thâu Thiên cứng đờ, khẩu khí mềm đi mấy phần bắt ngân hồ là nhiệm vụ các ngươi cấp trên chỉ lệnh cho ta xuất thủ tương trợ cái gì làm ta đều đã làm còn báo cáo như thế nào là việc của các ngươi những người trên phi xa đều là khách quý đến tham gia đại điển tụ côn thành xử trí như thế nào chắc các ngươi cũng rõ tô lưu đưa ánh mắt nhìn qua cảnh hoang tàn bốn phía nội thành lại nhìn những người bị khốn trên phi xa đằng kia cười lạnh một tiếng nói vừa nói xong gã phát tay tản đi linh vực lôi điện cũng không đợi công thâu thiên nói gì thân ảnh nhoáng một cái biến mất không thấy tâm tích sau khi linh vực lôi điện biến mất, thân ảnh công thâu thiên cùng gậy trúc nam tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Giờ phút này người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều, cơ hồ đông nghìn nghịt. Hai người bị nhiều người nhìn như vậy, sắc mặt cũng không dễ nhìn, công thâu thiên hừ lạnh một tiếng, một tay thúc giục pháp quyết, thân ảnh hóa thành hai đạo quang mang bay về phía xa. Phi chu một bên cũng hóa thành một đạo linh quang đuổi theo hai người, tất cả những người trên phi xa bị ném ra ngoài. Mấy người như được đại xá, trong nháy mắt tản ra bốn phía, biến mất không còn tâm tích. Mọi người vây xem thấy không còn náo nhiệt, cũng rất nhanh đường ai nấy đi. Nhìn thân sắc hai người kia, chắc là không bắt được ngân hồ rồi. Hàn lập nhìn hướng phi độn của hai giám sát tiên sứ, cười nhạt một tiếng, nói. Trong đầu hắn hiện ra thân ảnh thạch xuyên không, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Ngay lần đầu gặp mặt, người này hẳn là một yêu tộc, gã thi triển pháp tướng ba đầu sáu tay không biết là thần thông gì nhưng ẩn ẩn có chút liên quan với Phạm Thánh Chân Ma Công. Hơn nữa người này lại nắm giữ không gian pháp tắc, đáng tiếc vừa rồi Tô Lưu triển khai linh vực lôi điện, không thể xem tình huống giao thủ lúc sau. Lệ đạo hiếu, náo nhiệt ngươi cũng đã xem xong, hiện tại chúng ta nên đi đi, bây giờ nơi này chính là nơi thị phi a. À. Cảnh Dương thượng nhân nhìn bốn phía một chút, thấp giọng thúc giục. Tại hạ đúng là nhiều chuyện, thật có lỗi để Cảnh Dương đạo hữu đợi lâu, chúng ta đi thôi. Hàn Lập cười ha ha một tiếng, nói như thế chương 622, Hoa Điểu Ngư Trùng, trung tâm tụ côn thành tọa lạc một tòa tháp cao màu trắng, đâm thẳng lên 9 tầng mây. Trong thiên điện tòa tháp, bóng người hoa lên một cái, thân ảnh tô lưu hiện ra. Bên trong điện, một nam tử mặc nho sam màu trắng đang ngồi thoải mái trên ghế, thưởng thức linh trà, nhìn thấy tô lưu hiện thân, cũng không đứng dậy, trong miệng chậm rãi nói ra. Người vừa rồi cố ý thả hai người kia đi a à. người cũng thấy, tô lưu nhìn nam tử nho sam một chút. Không xác nhận đúng sai, nói tuy tu sĩ áo tím kia sử dụng không gian pháp tắc, nhưng với thực lực của ngươi, muốn lưu lại bọn hắn cũng không vấn đề, vì sao phải làm như vậy? Những lão gia hỏa kia cũng không dễ gạt như công thô thiên, việc này nếu để cấp trên biết rõ, chỉ sợ ngươi sẽ gặp bất lợi. Nam tử nho Sam nói như thế, tu sĩ áo tím kia có thân phận không tầm thường, nếu bắt hắn mới thật phiền phức. Việc này nếu cấp trên biết rõ, cũng sẽ không trách phạt ta. Tô Lưu nói, há, người kia là ai? Nam tử nho Sam hơi kinh ngạc, hỏi, Quảng Nguyên Trai, Tô Lưu chỉ nói ba chữ, cái gì, ngươi chắc chắn không, nam tử nho sam nghe lời này, rốt cục có chút động dung. Ta làm việc tự có chừng mực, Tô Lưu nói như thế, còn Ngân Hồ, hắn là trọng phạm nổi danh trên Chu Tiên Đài, cho dù ngươi không muốn lưu tu si áo tím kia lại, vậy tại sao lại thả Ngân Hồ? Nho sam nam tử lại hỏi, ta đã nói, ta làm việc tự có chừng mực, ta không lưu lại Ngân Hồ, tất nhiên là có đạo lý, sau này ngươi sẽ rõ. Tô Lưu lạnh lùng nói, Nam tử nho sam nghe vậy, cười khổ lắc đầu, thấy Tô Lưu không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều nữa. Tụ Côn thành bên trong một mật thất, bây giờ thế đạo càng ngày càng loạn, cứ như vậy, sau này ai còn dám tới tham gia đấu giá Ngọc Côn lâu nữa? Về sau ta nhất định phải bẩm báo việc này với thượng cấp, cùng lắm là ngừng hợp tác với Hắc Sơn Tiên Cung, bằng không danh dự bách Tạo Sơn sẽ sớm mất sạch. Cảnh Dương thượng nhân vừa lại nhảy vừa mở cấm chế mật thất ra. Cảnh Dương đạo hiếu bất giận buổi đấu giá này vốn người lười nhác nhúng tay, về sau đừng quan tâm là được, chỉ cần sống nhàn hạ qua ngày trong nhàn Vân Sơn là tốt rồi. Hàn Lập cười ha ha một tiếng, nói, bề ngoài hắn tỏ ra nhẹ nhõm tùy ý, nhưng trong lòng nghĩ mà sợ, nếu trên buổi đấu giá hắn cũng mạnh mẽ cạnh tranh với gã áo đen lấy vạn hồn thảo, chỉ sợ vừa rồi người bị tiên cung vây bắt chính là hắn. Ai, nhàn Vân Sơn bây giờ cũng có chút xưa đâu bằng nay. Cảnh Dương Thượng Nhân thở dài nói, không nói những chuyện phiền lòng này nữa, vẫn là nên nhìn xem món bảo bối mà ngươi bỏ ra số tiền lớn kia a. À. Hàn lập chuyển đề tài nói, lệ đạo hiếu, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi không phải đan sư, ngược lại giống như một người làm ăn a. À. Lông mày cảnh dương thượng nhân nhíu lại, hỏi, tu hành trên núi có ai không phải là người làm ăn tính toán chi ly? Hàn lập cười hỏi ngược lại, ha ha, cái tên này. Cảnh dương thượng nhân cười khổ lắc đầu, dứt lời, gã liền lật tay lấy ra một cái hộp hình bát giác lớn chừng bàn tay gã nhấn vào chính giữa cái hộp một cái, thân hộp liền cạch một tiếng vang nhỏ, từ tâm xuất ra tám phiến lá hình tam giác, như đóa hoa nở ra bốn phương tám hướng. Hàn lập đứng ở một bên, chỗ sâu trong hai mắt sáng lên lam quang, tập trung tinh thần nhìn mỗi đạo linh văn trên hộp bát giác kia, cũng nhìn từng động tác nhỏ của cảnh dương thượng nhân. Cảnh dương thượng nhân mở hộp bát giác ra rồi dốc ngược trên mặt đất, hai ngón tay chạm nhau, đang tính điểm xuống thân hộp, động tác đột nhiên cứng đờ, ngừng lại. Hàn lập phát hiện gã bất động, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, lập tức cười trêu chọc nói. Thế nào, sợ ta học lén tuyệt chiêu mở ra pháp bảo của ngươi à? Không nói đến ta căn bản xem không hiểu ngươi đang làm gì, dù là xem hiểu, ta cũng không có không gian pháp bảo giống như cái này của ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Hắc hắc, cũng đúng, kỳ thật trên thực tế phương pháp này cũng không phải là pháp môn cao thâm gì, nhưng mà tính ứng dụng tương đối cao, trong bách tạo sơn cũng không có mấy người chịu học. Người dù có học lõm, chỉ sợ về sau cũng không có đất dụng võ. Cảnh dương thượng nhân cười cười, nói, vậy phương pháp này, không phải là như gân gà sao? Vậy là có chuyện gì? Lông mày hàn lập nhíu lại, hỏi, cảnh dương thượng nhân vốn đã bắt đầu tiếp tục mân mê hộp bát sắc kia, nghe lời này lại dừng lại. Nói cho người biết cũng không vấn đề gì, vốn cũng không phải là bí sự. Cái này thoạt nhìn giống như xương thú, là một không gian pháp bảo, trên thực tế cũng không quá chuẩn xác, nói đúng ra là một kiện động thiên chi bảo. Gã do dự một chút, mở miệng nói ra, Động Thiên Chi Bảo, Hàn Lập nghe xong, không khỏi sướng sờ, rất nhanh liền nghĩ đến một bảo vật khác của mình, Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu vốn là thánh vật không ngư nhất tộc, là bảo vật hàng đầu có khả năng chứa đựng núi lớn biển cả, nếu xương thú này cũng là bảo vật như thế, vậy cũng là bảo vật vô giá. Chỉ tiếc lúc trước hắn phi thăng tiên giới không cách nào mang theo, nên để viên châu này ở lại linh giới. Cảnh Dương thượng nhân thấy Hàn Lập ngẩn người ra, cho là hắn không biết Động Thiên Chi Bảo là gì, lập tức giải thích. Khác với không gian pháp bảo bình thường, không gian bên trong động thiên tri bảo thường rất lớn, thiên địa linh khí bên trong có khả năng tự mình lưu truyền, vì thế sinh linh ở trong đó vẫn có khả năng tự do sinh tồn, có thể dùng để trồng linh thực linh thảo, nuôi dưỡng linh thú. Hàn Lập tự nhiên biết rõ điểm khác nhau của hai loại bảo vật này, nhưng vẫn gật đầu, biểu thị bản thân đã nghe hiểu. Bên trong thiên vực, giá cả động thiên tri bảo thường rất đắt đỏ, nhưng số lượng cũng không hề ít, ta vận dụng quan hệ bách tạo sơn để mua sắm, tự nhiên dễ dàng đến cực điểm. Nhưng lệ đạo hữu có biết vì sao ta khẩn trương mua động thiên chi bảo này không? Cảnh dương thượng nhân hào hứng lên, chủ động hỏi, ta làm sao biết được, nhưng nhìn người bất chấp tiên nguyên thạch cũng muốn tranh đoạt cùng người, liền biết nó có lai lịch lớn. Hàn lập lắc đầu, không chút biến sắc nói, không sai, đoạn xương thú này tên là Ngư Chi, là một trong bốn kiện động thiên chi bảo mà Sơn chủ đời thứ ba bách tạo Sơn chúng ta là giải tấn nguyên rèn đúc ra năm đó. Mặt khác ba kiện kia là hoa chi, điều chi, trùng chi, hợp xưng là bốn chi, hoa, điều, ngư, trùng. Ta thu về thêm chi này, bây giờ cũng chỉ còn, hoa chi, lưu lạc bên ngoài, không có tin tức. Cảnh dương thượng nhân gật gật đầu nói, lại đặt ra những cái tên thanh nhã như vậy, xem ra vị sơn chủ này của các ngươi cũng là một diệu nhân a. Hàn lập cười nói, là vị sơn chủ có tính tình cổ quái nhất trong tam đại sơn chủ bách tạo sơn chúng ta, trừ khai sơn tổ sư ra, là vị được đệ tử trong môn kính ngưỡng nhất truyền thuyết nói rằng hắn có thiên phú cực cao trong việc luyện khí, là đệ tử có những ý tưởng kỳ lạ nhất trong tông, nhưng bị truyền công trưởng lão khiển trách vì không làm việc đàng hoàng. Về sau bất ngờ hắn lại được nhị đại sơn chủ coi trọng, thu làm quan môn đệ tử dốc lòng bồi dưỡng, cuối cùng trở thành một đời hùng chủ phục hưng bách tạo sơn chúng ta. Trên mặt cảnh dương thượng nhân cũng lộ ra mấy phần tự hào, nói. Nói nửa ngày, người cũng không giải thích được cái tên cổ quái này là như thế nào. Ngư chi, này phải làm sao mới giải khai được hàn lập như có điều suy nghĩ gật gật đầu lại hỏi quay lại vị tam đại sơn chủ này của chúng ta có tính khí cổ quái ai biết hắn nghĩ như thế nào không chừng là do hứng khởi nhất thời nghĩ ra mà thôi nhìn ngươi đã thấy nhịn không nổi rồi ta sẽ không nói nhảm liền mở nó ra đây cảnh dương đạo nhân nhìn hàn lập một chút nói dứt lời gã liền đặt hộp bát rác dưới đất ngón tay khắc họa lên bốn phía trên mặt đất rất nhanh xuất hiện một đường cong tinh mịn là một pháp trận nhỏ rắc rối phức tạp sau đó, gã liền lấy ra đoạn xương thú kia, hạ xuống móc ngược lên hộp bát giác. Mở động thiên chi bảo này ra lại phiền toái như vậy. Hàn lập nhíu mày, nếu không phiền phức, thì tên kim tiên không biết hàng kia đã sớm mở nó ra rồi, làm gì còn đợi đến phiên chúng ta nhặt được chỗ tốt. Cảnh dương thượng nhân tức giận nói, cảnh dương đạo hữu nói có lý. Hàn lập gật đầu nói, thấy không? Pháp trận khắc họa trên mặt đất gọi là bát nguyên giải trận, động thiên chi bảo sau khi chủ nhân cũ chết đi, không ai có thể mở ra. Chỉ có thông qua phương pháp này mới có thể mở ra lần nữa, sau đó luyện hóa qua là giống như nhấn chữ vật tùy ý đóng mở rồi. Cảnh dương thượng nhân chỉ chỉ pháp trận trên mặt đất, nói. Thì ra là thế, đúng là hiếm thấy vô cùng. Hàn lập cười nói, được rồi, đừng ngắt lời, kế tiếp chính là thời điểm mấu chốt mở ra, người đừng quấy nhiễu ta. Vẻ mặt cảnh dương thượng nhân nghiêm túc lên, nói. Hàn lập lập tức im lặng đứng ở một bên, nhìn chăm chú. Chỉ thấy thần sắc cảnh dương thượng nhân nghiêm lại, hai tay bấm pháp quyết, trong miệng yên lặng ngâm tụng. Hàn lập quan sát sang môi khép mở của gã, mơ hồ nhìn ra gã tụng niệm gì đó, nhưng lại không biết pháp quyết vận hành như thế nào, lông mày không khỏi nhíu chặt. Sau một lát, hai tay gã chỉ một cái, một đạo bạch quang bay vào đoạn xương thú. Mặt ngoài đoạn xương thú kia lập tức tỏa ra một tầng ngân quang sáng chói, lan tràn ra, khiến toàn bộ khối xương cũng hóa thành màu tuyết trắng trong suốt, cuối cùng khớp xương cũng hiện ra một đường vân cá vàng to như đồng tiền lệ đạo hiếu đợi một chút chờ ta luyện hóa vật này xong sẽ mở ra cảnh dương thượng nhân đưa tay nhặt ngư chi lên nói với hàn lập hàn lập còn đang tập trung suy nghĩ phương pháp vận hành pháp quyết nhưng cũng gật gật đầu không nói gì cảnh dương thượng nhân lập tức khoanh chân ngồi xuống hai tay hợp lại nắm thú cốt kia bắt đầu luyện hóa ước chừng sau ba canh giờ gã mồ hôi đầm đìa từ dưới mặt đất đứng lên thoạt nhìn bộ dạng đúng là tiêu hao khá lớn ha ha lệ đạo hiếu đã đến lúc nở hoa kết trái là thời điểm chia tiền rồi tuy sắc mặt gã mệt mỏi nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ vui sướng mở miệng cười nói vậy thì nhìn một chút vận may chúng ta như thế nào hàn lập cũng xoa xoa tay một bộ dạng tham tiền cảnh dương thượng nhân vạch một cái lên ngư chi đoạn ngọc cốt kia lập tức run lên quang mang trở nên trong suốt trên đó tỏa ra ngân quang rực rỡ hóa thành một quang môn cao hơn trượng bên trong quang môn mơ hồ có thể thấy một màu xanh biếc có từng trận gió nhẹ từ trong thổi ra Lệ đạo hiếu, mời vào. Cảnh dương thượng nhân mỉm cười, dẫn đầu bước vào quang môn, thân ảnh biến mất trong đó. chương 623, đảo nhỏ giữa hồ. Hàn lập nhìn quang môn trước mắt, ánh mắt hơi ngưng tụ, sau đó theo sát cảnh dương đạo nhân cất bước đi vào trong cánh cửa. Vừa vào trong quang môn, Hàn lập cảm thấy trước mắt sáng ngời mãnh liệt, sau một khắc thân hình liền xuất hiện phía trên ở một mảnh thủy vực xương khói mênh mông, một cỗ không khí trong lành sông vào mũi. Hắn hít sâu một hơi, chợt cảm thấy tinh thần phấn chấn. Tiếp theo, hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đảo qua khắp nơi, phát hiện phía dưới là mảnh thủy vực rộng chừng vài chục trượng, tương đương với một hồ nước nhỏ. Bốn phía xa hơn là một mảnh sương mù mịt mờ, không biết thông tới nơi nào, có lẽ là phần cuối của không gian. Ở chính giữa hồ là một đảo nhỏ hình tròn, phía trên cây cối um tùm, từng tiếng chim gáy chuyển ra, chính giữa còn đứng lặng một tòa đình viện tinh xảo tường trắng ngói đen. Hai người hàn lập lơ lửng trên mặt nước, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong nước rung động từng trận, có từng con cá chép kim sắc to mọng bơi tới bơi lui trong đó thỉnh thoảng phun ra từng cái bong bóng cực kỳ vui sướng không thể tưởng được linh khí trong động này lại dồi dào như thế hàn lập nhịn không được tán thán hoàn toàn chính xác không kém so với một ít phúc địa tông môn ở tiên vực người xem trong hồ nước này có lẽ có ít nhất hai linh tuyền tam đại sơn chủ quả nhiên như trong truyền thuyết tài trí bình thường như ta không thể so sánh hổ thẹn hổ thẹn cảnh dương thượng nhân nhịn không được tháo bầu rượu xuống uống một hớp rượu sau đó thở dài một hơi nói ra cảnh dương đạo hữu vì sao lại nói đến truyền thuyết không biết hôm nay chấp trưởng quý môn là sơn chủ đời thứ mấy hàn lập vừa thưởng thức phong cảnh bốn phía làm cho người vui vẻ thoải mái lại hỏi ha ha đời sơn chủ thứ ba hoàn toàn chính xác là một đời truyền thuyết rồi hôm nay chấp trưởng sơn môn chính là sơn chủ đời thứ năm thời gian cực nhanh người và vật đã không còn a à. cảnh dương thượng nhân thở dài nói ra trong khi nói chuyện hai người cũng đã bay vút theo mặt nước tới tòa đảo nhỏ giữa hồ leo lên đảo nhỏ một hồi chim hót hoa nở lập tức từ trong rừng chuyển đến hai người hàn lập đi dọc theo đường nhỏ lót đá trên đảo tiến vào rừng sâu rất nhanh đã đi tới trước cửa tòa đình viện chỉ thấy bên trái phía trước đình viện có một linh điền nhỏ chung quanh bao phủ một màn sáng màu tím nhạt trong đó sinh trưởng một số gốc linh thảo tiên dược hình thái khác nhau linh khí giạt rào ánh mắt cảnh dương thượng nhân sáng lên đi tới phía trước bàn tay đưa lên hạ xuống hai ba lần liền mở ra tầng cấm chế đã qua không biết bao nhiêu năm không được bảo vệ và gia cố. Lệ đạo hiếu, ngươi là đan sư, có lẽ đồ vật trong này đều biết ha. Ánh mắt cảnh dương thượng nhân đảo qua khắp nơi, quay đầu lại nói với Hàn Lập. Hàn Lập đi vào trong linh điền, ánh mắt cẩn thận đảo qua mảnh linh điện có diện tích không quá lớn này, trong nội tâm hơi động một chút. Ngư chi ngọc cốt này không biết bị phong cấm bao lâu, linh thảo bên trong linh điền này hầu như cũng đã hơn 10 vạn năm rồi, đặc biệt là vài cọng cửu diệp thù du cùng mặc hương thảo kia dược tính hầu như đạt đến trạng thái trọn vẹn nhất quả thực rất khó có được hàn lập chỉ vào dược điền nói ra lệ đạo hữu quả nhiên hảo nhãn lực như lúc trước ta đã nói những linh thảo này trước ngươi có thể chọn một phần ba nếu cảm thấy chưa đủ những thứ khác ta có thể đổi ra tiên nguyên thạch bán cho ngươi coi như sớm trả nợ cho ngươi cảnh dương thượng nhân cười hặc hặc nói ra chẳng lẽ lúc cảnh dương đạo hữu mượn tiền ta đã nghĩ đến phương án dùng bảo vật trong động thiên chi bảo hoàn lại. Không hổ là người làm ăn của bách tạo Sơn A, bổn sứ mưu kế này quả thực làm tại hạ bội phục. Hàn lập giơ ngón tay cái lên tán dương, lệ đạo hữu nói lời ấy sai rồi. Kỳ thật ta không tiếc số tiền lớn cũng phải mua, ngư chi, ngọc cốt này, lý do chính là vì nguồn gốc tông môn phía sau. Về phần bên trong có đồ vật gì đó, hãy giống như người thế tục đổ xì ngầu, toàn bộ dựa vào vận khí mà thôi, dù sao ta cũng phỏng đoán thứ trong này cũng chưa bị qua tay người khác cảnh dương thượng nhân khoát tay áo nói ra hắc hắc ta cũng không thể lại để cho cảnh dương đạo hữu dễ dàng trả khoản nợ nhân tình như vậy theo như trước đây đã nói linh thảo ta chỉ chọn một phần ba tiên nguyên thạch hiếu ta sau này đạo hữu trả từ từ cũng được hàn lập vừa cười vừa nói dứt lời hắn liền bắt đầu tuyển chọn trong linh điền thu một phần ba linh thảo vào trong túi Bên kia, cảnh Dương thượng nhân cũng đã mở ra cấm chế trên cửa chính tòa đình viện, bất quá gã cũng không tiến vào một mình, mà đứng ở ngoài cửa, vừa uống rượu, vừa thưởng thức phong cảnh khắp nơi, tuyệt không sốt ruột. Đợi Hàn Lập lấy xong linh dược quay lại, hai người mới cùng bước qua cánh cửa tiến vào bên trong đình viện. Khác với phủ đệ tiên gia đã thấy trước đây, bố cục trong tòa đình viện này lại bình thường giống như người thế tục. Cách hơn 10 bước bên ngoài cửa, đứng thẳng một bức tường màu trắng làm bình phong ở cổng, phía trên vẽ hai con cá chép một đen một hồng đầu đuôi đối với hàm, cấu thành một vòng tròn song ngư, phía trên nhộn nhạo một tầng quang mang màu trắng như có như không. Chỗ sâu trong hai mắt hàn lập lóe lên lam mang, liền nhìn thấy dưới vách đá có một tầng xương mù màu trắng bốc lên lấy mắt thường khó thấy được, đúng là có nồng đậm linh khí hội tụ lại nơi này rồi phân tán ra, có lẽ đây là điểm mấu chốt vận chuyển linh khí toàn bộ động thiên chi bảo này. Vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng, hai người tiến vào sân nhỏ đình viện, nhìn qua trái phải có thể thấy hành lang hai bên sân nhỏ có vô số cỗ khôi lỗi đã tiêu hao hết linh thạch, ngã tán loạn đầy đất. Cảnh dương thượng nhân đi tới phía trước, cúi người xem xét chốc lát, có chút thất vọng lắc đầu. Cảnh dương đạo Hữu làm sao vậy? Hàn lập có chút nghi ngờ hỏi, những khôi lỗi này không phải xuất xứ từ tay đời sơn chủ thứ ba, cũng không biết là người nào lưu lại đây. Tuy chế tác có chút huyền diệu, nhưng hôm nay chính là một đống đồng nát sắt vụn, không thể dùng được. Cảnh dương thượng nhân nói như thế, giống như đạo hữu nói trước đây ngư chi này lưu truyền cũng không biết bao nhiêu năm chủ nhân ban đầu có lẽ đã thay đổi không chỉ một người làm sao có thể bảo trì nguyên trạng toàn bộ được ánh mắt hàn lập đảo qua những khôi lỗi này vừa cười vừa nói đúng là như thế cảnh dương thượng nhân gật đầu nhẹ không hề xoắn suýt nữa hai người đi dọc theo sân nhỏ đình viện tiến vào trong vượt qua ba tiểu viện đều kiểm tra một lần phát hiện chủ nhân ban đầu của động thiên chi bảo này ngược lại có chút ý tứ, rõ ràng thập phần hứng thú thu thập họa tác danh ra thế tục. Trong đó có không ít tác phẩm của danh họa nổi tiếng được người đời kính ngưỡng tại thế giới phàm tục, lại còn không thiếu một ít thư pháp và danh thiếp người viết thư pháp. Bên trong tránh đường treo một tấm khốc tang thiếp, đúng là mười mấy vạn năm trước trong một tiểu quốc kim nguyên tiên vực có một vị thư pháp sử dụng để tế điện tổ tiên. Tấm thiếp này dùng bút viết mềm cứng cực kỳ biến hóa, màu mực đen đơn điệu giao nhau, kiểu chữ không bám theo một khuôn mẫu, phảng phất như mạc long bơi lội, thoạt nhìn hết sức tiêu sái, thậm chí có thêm vài phần phù lục tiên gia hàm xúc thú vị. Tuy Hàn Lập không sở trường đạo này, nhưng cũng cảm nhận được sự thưởng thức của chủ nhân trước. Cũng may ngoại trừ những vật thế tục này, bên trong động thiên chi bảo này còn có một mật thất chuyên cất giữ bảo vật, bên trong không thiếu một ít tiên gia pháp bảo cùng đan dược linh tài. Hàn Lập xem xét một chút, phát hiện phẩm cấp những bảo vật này cũng không thấp, đại bộ phận đều dùng cho tu sĩ thái ất cảnh, trong đó lấy một xích vực hỏa phiến ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc, cùng một mục xích ẩn chứa thời gian pháp tắc là chân quý nhất. Chủ nhân trước kia không biết dùng loại linh cầm nào chế thành hỏa phiến, trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực thập phần nồng đậm, thúc dục một chút sẽ có một đạo hư ảnh hỏa diễm mơ hồ bắn ra, dễ dàng dung luyện pháp bảo kim tiên bình thường thành nước. Mục xích thì toàn thân xanh tươi, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, phía trên tuyên khắc dày đặc dấu vết nhỏ, phần đuôi dùng kim triện văn tuyên khắc chữ nhỏ chi chít, chưa luyện hóa cũng không biết công dụng như thế nào. Lệ đạo hiếu, Lúc trước tại đấu giá hội không phải là ngươi coi trọng pháp bảo ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực, ưa thích không rời sao. Trong hai kiện bảo vật này, ta xem một xích càng thích hợp với ngươi, còn xích phú hỏa phiến này để lại cho ta đi, tuy ngày thường ta lười nhắc một tí, nhưng dù sao cũng là luyện khí sư, hỏa phiến này lại có nhiều trợ giúp lúc ta luyện khí. Ánh mắt cảnh dương thượng nhân rơi vào trên quạt lông, trong mắt không giấu được vẻ yêu thích. Cảnh dương đạo hiếu, cái hũ lúc trước là do có công dụng đặc thù, ta mới bằng lòng dùng nhiều tiền để lấy nó, còn mục xích này tuy phẩm cấp so với nó còn cao hơn, nhưng lại không có tác dụng với ta. Ngược lại xích phú hỏa phiến này, tại thời điểm ta luyện đan có thể sử dụng được. Hàn lập nhíu mày, tỏ vẻ ngại ngùng, cảnh dương thượng nhân nghe vậy, cũng rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan, do dự một hồi lâu, mới mở miệng nói ra. Lệ đạo hiếu, chỉ cần ngươi không chọn hỏa phiến này, sau khi ngươi chọn đủ định mức 3 phần, trong các đồ còn lại có thể chọn thêm ba cái nữa, ngươi thấy như thế nào? Cái này, đã như vậy, ta cũng không nên cưỡng ép đoạt vật người yêu, vậy thì như lời ngươi nói là được rồi. Hàn lập tỏ vẻ do dự, suy nghĩ chốc lát, chậm rãi nói ra. Đa tạ lệ đạo hữu thành toàn, cảnh dương thượng nhân lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói. Sau đó, Hàn lập trước thu món mục xích màu xanh vào vòng tay chữ vật, sau đó lại thu toàn bộ phần định mức của mình. Đợi làm xong hết thảy, cảnh dương thượng nhân mới mở ra quang môn động thiên chi bảo, hai người trước sau đi ra. Trở lại mật thất, khuôn mặt cảnh dương thượng nhân tươi cười nhìn đánh giá hàn lập bỗng nhiên mở miệng nói ra lệ đạo hiếu khó được ta và ngươi hợp ý như thế ta có một yêu cầu quá phật không biết có nên nói hay không cảnh dương đạo hiếu không phải là muốn ta đến bách tạo sơn làm trưởng lão chấp sự gì đó hả hàn lập cười hỏi hặc hặc không tệ đây đúng là lời mời chính thức của ta trình độ luyện đan của lệ đạo hiếu không phải là nông cạn nếu vào bách tạo sơn chúng ta chính là một kế hoạch lớn mà tông môn chúng ta nếu được lệ đạo hữu gia nhập, đồng dạng cũng là chuyện may mắn với được gọc. Cảnh dương thượng nhân nghiêm mặt nói ra, đạo hữu không phải đã quên, bây giờ lệ mỗ còn đang bị sát suy chi kiếp buông xuống, tiền đồ hung hiểm khó lường, nào còn kế hoạch lớn gì có thể triển khai chứ. Hàn lập cười khổ một tiếng, nói ra, không phải lần này đạo hữu có được huyền chỉ tinh thạch, chỉ cần luyện ra đan dược kia, việc khu trừ sát khí không thành vấn đề, đến lúc đó sẽ không còn những chuyện lo nghĩ này nữa. Cảnh dương thượng nhân nói ra, vậy thì mong được như lời cắt ngôn đạo hữu Đoạn thời gian tiếp theo tại hạ muốn bế quan luyện đan, còn phải chuẩn bị nhiều thứ, sẽ không tiếp tục làm phiền. Hàn lập vừa cười vừa nói, cũng tốt, đấu giá hội cũng còn có chút việc phải hoàn thành, ta phải đi xử lý một chút, thứ cho ta không thể đưa tiến. Ngày ngươi luyện đan thành công, khu trừ sát khí, ta liền mở một vò lục phôi tử ăn mừng với ngươi. Cảnh Dương thượng nhân ôm quyền nói ra, cáo từ. Hàn lập đáp lễ, sau khi hai người từ biệt. Hàn Lập rời khỏi tòa biệt huyền, phát hiện trận rối loạn tụ côn nội thành lúc trước đã triệt để dẹp loạn, nội thành phi thường náo nhiệt như trước. Hắn không dừng lại, đi ra tụ côn thành, quay trở về giã hạc cốc nhàn Vân Sơn. chương 624, Hoa Chi, trở lại động phủ, Hàn Lập đi qua xem ma quang một chút, thấy gã vẫn đang bế quan tu luyện, cũng không xuất hiện cái gì khác thường, liền trở lại mật thất, đi tới cái bản lúc trước, lấy ra giấy bút bắt đầu vẽ phác họa. Bút pháp nhẹ nhàng, từng đường cong mảnh mai nổi lên, dần dần tạo thành một bản vẽ hộp bát giác, thoạt nhìn có chút huyền ảo phức tạp. Vẽ xong bức họa, Hàn Lập đánh giá một chút rồi để sang một bên, lại lấy ra tờ giấy trắng, tiếp tục phát họa. Không lâu sau, 7-8 tấm bản vẽ ở các góc cạnh khác nhau của hộp bát giác hiện ra, hắn trải phẳng toàn bộ lên mặt bàn. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua những bản vẽ này, gật đầu hài lòng, đưa hai ngón tay lên xoa bóp nghi tâm hơi đau nhức. Không lâu sau, hắn lại lấy ra một tờ giấy trắng, tiếp tục vẽ phù trận lúc trước cảnh dương thượng nhân khắc trên mặt đất. a à, chẳng lẽ đây là bát nguyên giải trận, ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Giải đạo hữu người biết những bản vẽ này, trong tay hàn lập khắc họa không ngừng, mở miệng hỏi. Hắn không cần quay đầu lại, cũng biết người đến là giải đạo nhân. Trong mắt giải đạo nhân cũng hiện lên một tia mê hoặc, phảng phất như gã cũng không biết tại sao mình lại kêu lên cái tên này. Chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy những hình vẽ này, ta tự nhiên nhớ lại. Trần chờ một lát gã mới mở miệng nói ra, há, có phải chủ nhân ban đầu phong tồn ký ức của ngươi, giờ đột nhiên thức tỉnh một phần. Hàn lập nghe vậy, lại hỏi, không biết, giải đạo nhân lắc đầu, gã đi lên trước, cầm lấy mấy tờ bản vẽ xem cẩn trọng một lát, bỗng nhiên mở miệng nói ra, nơi này có chút không đúng, trận văn giao thoa có một điểm vặn vẹo, sẽ ảnh hưởng đến công dụng thực tế. Ngươi biết vật này tạo thế nào sao? Trong lòng Hàn Lập vui mừng, vội vàng hỏi chỉ cần có tài liệu, có thể tạo được. Giải đạo nhân không trần chờ chút nào, gật đầu nói. Dứt lời, gã lấy bút trong tay Hàn Lập, bắt đầu viết lên trên tờ giấy trắng. Sau một lát, gã đưa lại tờ giấy với một danh mục thật dài cho Hàn Lập, nói ra, phía trên này là những tài liệu cần phải chuẩn bị đầy đủ, ta có thể làm ra bát nguyên thược này. Bát nguyên thược, Hàn Lập thì thào một tiếng, nhìn các loại tài liệu trước mắt, thầm nghĩ, trách không được cảnh dương thượng nhân không lo lắng mình học bát nguyên giải trận này, nếu không biết tài liệu phối trộn, ngay cả cái bát nguyên thực hắn cũng làm không được. Nhưng cũng chính vì vậy, Hàn Lập lại càng cảm thấy kỳ quái, vì sao giải đạo nhân lại biết được những thứ này. Bất quá, nhìn thần sắc giải đạo nhân trước đây thì biết rõ, chính gã tựa hồ cũng hoang mang không rõ. Bát nguyên giải trận này tựa hồ chỉ hữu dụng với một ít động thiên pháp bảo đặc thù, không biết Hàn Đạo hữu muốn mở ra vật gì. Giải đạo nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi, Hàn Lập nghe vậy, một phen đắn đo, lật bàn tay một cái, lấy ra đoạn thú cốt lấy được trên thân cự thử. Đưa thú cốt cho giải đạo nhân, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm thần sắc gã, muốn từ đó nhìn ra chút ít biến hóa. Kết quả, lông mày giải đạo nhân khẽ nhíu một chút, mặt lộ ra một tia nghi hoặc, tiếp nhận nó. Giải đạo hữu nhận ra vật này, hàn lập trực tiếp hỏi, ngươi nếu không nói sớm, ta lại nhìn không ra vật này chính là động thiên chi bảo A. À. Giải đạo nhân nhìn một chút, trả lại, lắc đầu nói. Nếu không phải trên đấu giá hội thấy một vật có khí thức giống nó như đúc, ta cũng không biết nó là một động thiên pháp bảo. Chờ ta chuẩn bị tốt những tài liệu này, còn làm phiền đạo hữu hỗ trợ luyện chế một chút. Hàn Lập nghe vậy, gật gật đầu, nói. Không sao, giải đạo nhân nói. Sau đó, Hàn Lập lại hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới tài liệu bát nguyên thược, liền vội vàng xuất phủ, đi một chuyến nữa tới tụ côn thành. Hơn hai tháng sau, Hàn Lập ở trong động phủ, trên mặt đất có một tòa phù trận nhỏ đã sớm khắc họa xong giải đạo nhân nâng một đầu hộp bát rác đùng một tiếng mở ra móc ngược vào giữa phù trận hàn đạo hữu đem món động thiên tri bảo kia đến đây đi giải đạo nhân quay đầu nhìn hàn lập một chút nói cổ tay hàn lập chuyển một cái lấy ra đoạn thú cốt kia hạ xuống móc ngược trên hộp bát rác giải trận khẩu quyết hàn lập còn chưa nói hết liền nghe giải đạo nhân nói ra chỉ biết khẩu quyết không có ý nghĩa quá lớn phải phối hợp vận chuyển pháp lực trong cơ thể giải đạo hữu đã nói như vậy chắc là biết rõ pháp quyết vận chuyển như thế nào a à. hàn lập vừa cười vừa nói giao cho ta giải đạo nhân gật gật đầu nói dứt lời hai tay giải đạo nhân bấm pháp quyết bờ môi không mở bắt đầu yên lặng ngâm tụng nội dung khẩu quyết lại hoàn toàn giống với khẩu quyết cảnh dương thượng nhân tụng niệm lúc trước sau một lát hai tay gã chỉ một cái một đạo bạch quang bay vào thú cốt mặt ngoài thú cốt vốn có màu phỉ thúy chợt lóe lên quang mang lập tức tỏa ra một tầng ngân quang lóa mắt như nước chảy vào xương cốt rồi tràn ra khắp nơi, khiến cho cả khối thú cốt cũng hóa thành màu tuyết trắng trong suốt. Cuối cùng một chỗ trên thú cốt lập tức nổi lên một đường vân đóa hoa lớn như đồng tiền. Hàn Lập thấy thế, trong lòng hơi động một chút, đoạn thú cốt này quả nhiên như hắn sở liệu, chính là kiện hoa chi, một trong bốn kiện động thiên chi bảo hoa điều ngư trùng mà vị sơn chủ đời thứ ba Bách Tạo Sơn luyện chế ra. Vật này đã giải phong, Hàn đạo hữu chỉ cần luyện hóa một chút là có thể mở ra được giải đạo nhân nhặt thú cốt lên trả lại cho hàn lập nói làm phiền hàn lập gật đầu nói hắn tiếp nhận hoa chi sau đó dò xét một chút lập tức khoanh chân ngồi xuống hai tay hạ xuống chụp đoạn ngọc cốt vào lòng bàn tay bắt đầu luyện hóa ước chừng hai canh giờ sau hai mắt hàn lập bỗng nhiên mở ra đưa tay lau mồ hôi trên thái dương từ dưới đất đứng lên trong mắt của hắn khó nén vẻ mừng rỡ nhìn giải đạo nhân một chút sau đó tay vạch một cái nhẹ lên hoa chi đoạn ngọc cốt kia run lên quang mang bắt đầu trở nên hư vô trong suốt, trên đó tỏa ra ngân quang rực rỡ, hóa thành một quang môn cao hơn trường. Giải đạo hữu đi cùng ta vào trong động thiên xem có cản khôn gì không? Hàn lập vừa cười vừa nói, dứt lời, hắn liền cất bước vào trong quang môn màu bạc. Giải đạo nhân đứng ở trước quang môn đang tính cất bước đi vào, thân hình bỗng nhiên thoáng hơi chậm lại, lại khôi phục bình thường, một bước tiến vào trong quang môn, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vào trong quang môn, thân ảnh Hàn Lập liền xuất hiện trên một đồng cỏ rộng lớn. Hắn đảo mắt qua, chỉ thấy ngay cuối bãi cỏ phía trước là một rừng cây rậm rạp, bên trong hơi khói bay lên nhàn nhạt, thoạt nhìn mông lung không rõ. Hàn Lập không nóng lòng bước vào rừng cây kia, mà trước bay lượn một vòng dọc theo động thiên. Phía trên bầu trời động thiên cao chưa tới vạn trượng có một tầng không gian bích trướng dày đặc cách trở, khiến người không thể phi hành phía trên, mà bốn phía cũng bị giới hạn như thế, hạn chế không gian động thiên trong phạm vi nhất định. Do xét một vòng, hàn lập phát giác so với ngư chi của cảnh dương thượng nhân thì diện tích bên trong hoa chi lớn hơn không ít bất quá nồng độ thiên địa linh khí bên trong lại giống nhau tuần tra xong hắn mang theo giải đạo nhân bay thấp vào bên trong rừng cây kia vừa vào bên trong rừng cây hàn lập liền cảm thấy có một cỗ sát khí nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn trong đó mặt đất phía trước có một đường mòn màu trắng phía trên trải ra các loại đồ án cổ quái quanh có kéo dài vào rừng cây mà những sát khí phát ra tựa hồ bắt nguồn từ nơi này Lông mày Hàn Lập không khỏi nhíu một chút, cúi người kiểm tra cẩn thận. Nhìn một lát, hắn phát hiện đường mòn màu trắng trên mặt đất này cũng không phải là dùng phiến đá màu trắng hoặc các loại mỹ ngọc lát thành, mà là lấy từng cái xương thú và xương người lát thành. Trách không được sát khí trên thi thể cự thử nồng đậm như vậy, nó lại còn có thú vui này. Hàn Lập không khỏi thở dài, đi dọc theo con đường xương trắng tiến vào trong, sát khí trong rừng bắt đầu giảm bớt không ít, hai bên đường xuất hiện rất nhiều linh hoa dị thảo, trong đó có cây Hàn Lập nhận ra cũng có nhiều cây hắn chưa từng thấy qua, thoạt nhìn dược linh đều không thấp. Hàn Lập không nóng lòng phân biệt cùng thu thập, tiếp tục đi theo đường mòn tiến vào phía trong, đi tới một mảnh tử trúc lâm rộng chừng mấy trăm trượng. Trong rừng khói tím bốc lên, linh khí mờ mịt, mơ hồ nhìn thấy một tòa lầu các hai tầng, chung quanh không có chút sát khí nào, thoạt nhìn tiên khí lượn lờ, giống mấy phần chỗ ở của tiên nhân. Lam quang trong mắt Hàn Lập chớp động, cẩn thận tra nhìn tử trúc lâm này, thấy trong đó không có cấm chế mới cất bước đi vào hai người bước vào rừng trúc đi tiếp mấy trăm bước thì phía trước xuất hiện một hàng rào sân nhỏ đẩy mở cửa sân thì nhìn thấy trong viện có một hồ nước nhỏ bên trong khói tím bốc lên nhấp nhô trung tâm còn trồng từng cây hoa sen tím vàng xem ra hạch tâm của động thiên tri bảo này chính là hồ nước cùng những tử kim liên hoa này hàn lập đứng ở bờ ao như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra không sai căn cơ tòa động thiên này ở ngay đây giải đạo nhân cũng gật gật đầu đồng ý nói dứt lời hai người đi dọc theo hồ nước tiến đến hướng tòa tử trúc hình vòng cầu, đi qua bờ hồ bên kia tới trước tòa lầu các hai tầng. Chỉ thấy tòa lầu các cũng dùng tử trúc xây nên, căn cơ dưới nền phẳng phất như trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít bộ rễ màu tím nhạt, bên ngoài tử quang mịt mờ, vừa nhìn liền biết phía trên có cấm chế. Xây dựng tòa tử trúc này lại có mấy phần ý tứ, mượn lực lượng tử kim liên hoa trong hồ nước dung hợp một bộ phận với bộ rễ. Một khi cưỡng ép phá tan cấm chế, có lẽ cửa lầu cũng mở ra được, nhưng nhất định sẽ hư hao căn cơ động thiên này. Hàn lập thu hồi ánh sáng màu lam trong mắt, quay đầu nói với giải đạo nhân. Cái này cũng không sao, chỉ cần thoáng biến hóa cửu linh nhiếp chân thuật một cái, là có thể bảo đảm không thương tổn từ kim liên hoa, đó là điều kiện tiên quyết mở ra cấm chế lầu các này. Giải đạo nhân nói như thế, giải đạo hữu nói nhẹ nhõm như vậy, chắc là đã nắm chắc, vậy lại khổ cực ngươi một lần nữa. Hàn lập vừa cười vừa nói, giải đạo nhân cũng không từ chối, chỉ im lặng gật gật đầu, Bắt đầu thúc giục pháp quyết Phá giải cấm chế, chương 625, nhị chỉ thiền Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, phốc một âm thanh nhỏ vang lên Toàn bộ tử trúc lâm hơi chấn động một chút Hào quang màu tím nhạt bên ngoài biến mất từ trên nóc lầu Sau đó như thủy triều lan tràn xuống dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa Lúc này giải đạo nhân mới thu pháp quyết lại, mở hai mắt ra Đi lên xem một chút a Hàn lập vừa nói liền cùng giải đạo nhân đi dọc theo bậc tam cấp hành lang trúc lâu tiến lên lầu một đưa tay đẩy một cái hai phiến cửa trúc liền mở ra vào trong trúc lâu một cảm giác mát mẻ lập tức từ bốn phía tuôn qua khiến cho tinh thần khẽ rung lên toàn thân cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu lâu này có thể mượn nhờ từ kim liên hoa trong hồ kia tụ tập thiên địa linh khí chung quanh lại biến nơi đây thành một phúc địa nho nhỏ tràn ngập linh khí ngược lại không thể không bội phục người thiết kế kiến tạo ta nơi này giải đạo nhân bỗng nhiên mở miệng tán thưởng một câu Lâu này tuy có thể tụ tập linh khí, nhưng không ngăn linh khí lại, cho nên thiên địa linh khí trong động thiên này tự vận hành lưu động không bị quấy nhiễu. Hơn nữa linh khí từ nơi này tiêu tán ra ngoài sẽ trả lại cho rừng trúc chung quanh, khiến nơi này trở thành khu vực có thiên địa linh khí nồng đậm cả động thiên, nếu khai mở một mảnh linh dược viên, ngược lại vô cùng phù hợp. Hàn lập gật gật đầu, mở miệng nói ra, giải đạo nhân nghe xong, không nói gì, chỉ im lặng gật gật đầu. Trên tầng một tử trúc bày biện cực kỳ đơn giản, chính đường treo một bức tranh cũ kỹ, phía trên viết một chữ thiền to, bút tích siêu siêu vẹo vẹo, không giống viết chữ, lại giống vẽ tranh hơn, mơ hồ phát họa ra một người mặc trường bào, tay cầm pháp trượng, ngược phẳng, khuôn mặt to lớn.